Cái người mà đi vô chùa mà dám móc túi rồi của người ta nghe, mà đem tiền bạc này đi ăn chơi, hoặc đem tiền bạc này đi lo cho con cái. Những đức nói với vị nghe, vì hại gia đình quý vị, dạy hại dòng họ vị lớn lắm. Cái dòng họ mình đời này nó nghèo chưa đáng sợ đâu, nhưng mà vì đem cái tiền ăn cắp của Tam Bảo, ăn cắp cái người tu ở trong chùa mà đem gì xài ở nhà nghe, tội với vị làm cho cái dòng họ gia đạo bị lụng bại luôn. Mà khi con cháu mình nó lại bệnh đau mà chết yểu nữa, tại vì nó ăn cái đồng tiền nên tổn phước tổn đức quá. Không phải là ông bà cha mẹ làm mà con cháu chịu, mà là do con cháu nó có cái nghiệp quả này, nó ăn cái đồng tiền của cha mẹ làm bậy này. Chứ nếu như con cháu mà nó không có cái nghiệp này, thì sao mà nó sanh vô cái gia đình mà nó gặp ông bà cha mẹ làm bậy làm gì? Ví dụ như mình mà sanh trong gia đình mà ông bà cha mẹ mình làm đàng hoàng đi, thật sự mà nói dùng cái đồng tiền có ít đi chăng nữa nó cũng sạch sẽ. Còn nếu bây giờ ông bà cha mẹ mà không hiểu đạo, làm chuyện tầm bậy tầm bạ, ăn trộm ăn cắp móc túi làm chuyện gì đâu không, cuối cùng cái gia đạo này lụng bại luôn quý vị. Ví dụ như quý vị thấy mình quê này kia rồi đi, mình thấy có những gia đình mà đã nghèo rồi, nghèo dữ lắm, mà nghèo mấy đời luôn quý vị, càng ngày càng nghèo. Họ làm nghề gì? Bắn chuột, bắt nhái, cắt củ ớt, sắt xanh, đập đầu cá, đâm heo, ví dụ đi. Ví dụ như cái nghề đồ tể đâm heo đi, quý vị nhìn cái nghề đó giống như nó giàu trước mắt nhà đó. Nhưng mà khi cái nhà đó mà khi mà có bệnh đau, nó bệnh đau ghê lắm, mà cái đồng tiền nó đổ vô bệnh đau đó sạch nhách mà cũng không hết bệnh, gọi là tiền mất thật mang. Mà cái gia đạo phải chịu cái quả báo. Thường cái gia đình mà sát sanh đó, là sớm muộn cũng có con khóa gia chi tử vô nhà, nó quậy cho tan nhà mất mạng, nó quậy kinh lắm đó. Còn nếu như không là mình cũng phải chết yểu, mình phải bệnh đau mình chết. Những cái nghề sát sanh là không có bao giờ tồn tại. Rồi ví dụ như bây giờ mà mình cho tiền lờ, ăn lờ cắt cổ quý vị. Giống như lúc người ta đang khổ quá mà đưa tiền ra ăn lờ quá dữ dằn, mà cái tâm mình chiếm của cải đồ dữ dằn quá quý vị, là cái chịu cái quả báo kinh lắm. Những đức nói thiệt, nó không có tồn tại đâu quý vị ơi, không bao giờ tồn tại đâu. Nên ở trong cái cuộc đời này mình nghe đạo đi là nó có lợi ích cho mình rất là lớn. Nó nghèo thiệt là nghèo mà còn làm nghề sát sanh. Những đức thấy ở dưới quê có những gia đình nghèo lắm quý vị, mà làm nghề bắt nhái, bắt ếch, bắt cóc. Cứ là ngày nào sẽ cầm cái súng chĩa đi bắn chuột được, bắn chuột đồ chơi, không có lên nổi quý vị, không có lên. Nếu như mà họ tập tu lại nghe, họ tập cái tâm thiện lại đi, họ tập ăn chay lại đi, rồi tự nhiên cái gia đạo của họ từ từ nó phát triển lại. Cái gia đạo nó phát triển lại quý vị là từ thiện. Muốn thay đổi được cái số mệnh của cuộc đời mình, phải từ tu phước duyên mà nó tăng lại. Bây giờ có nhiều người mình nói là tại sao mà trời ơi gì đâu mà đồng tiền làm nó tới tay trước mắt luôn, mà tự nhiên trời nó tới tay rồi cầm không được, giống như nó vô tay rồi đó mà cầm không có được. Mà cả đời tôi sao mà nó xui rủi gì đâu á, thầy bói thầy coi cho tôi là năm nào tháng nào mà tôi làm ăn được, có trời ơi gì đâu mà năm ngoái tiền nó vô không, mà sao nó vô rồi nó ra, nó vừa tiền vô một cái là tôi thấy nhà tôi bệnh đau xài hết trơn tiền. Sao kỳ cục vậy? Tháng trước vừa mới làm có tiền á, tự nhiên vợ bị xe đụng gãy cái chân, sao mà nó vô duyên vậy kỳ. Thầy bói coi tôi có cái bị gì ai yếm ai chùi không, mà số kỳ cục cái bị coi. Nó cả đời của người ta có khi gặp trường hợp vậy đó, cứ là giống như tiền đến với mình rồi mà cầm mới được. Mà có những người người ta làm chơi chơi vậy, tiền đến người ta cầm ngon lành nè, tiền đến người ta cầm ngon lành, người ta lên hoài vậy đó. Giết rồi mình tức mình nói rằng tao giết rồi, tôi thấy làm như ông chờ ông cũng nịnh mấy thằng nhà giàu hay sao. Nó giàu còn hơn cái gì nữa, mà nó còn cho nó trúng số nữa. Còn nghèo cái đấy cầu may hoài, tiền không dám ăn, mua tấm giấy số ngày nào cũng mua xong rồi cứ là thắp nhang ông địa ông táo, thắp nhang cửu quyền, chờ Phật gia hộ cho con, con trúng tấm giấy số này cái đi, rồi con trả lễ cho con mua cái đầu heo cúng giái hoài. Rồi có khi mằng con gà cúng để mà cầu nguyện cho chúng tấm giấy số. Nhà nghèo quá cho con tấm giấy số đi, con trả lễ dữ lắm. Rồi con đi làm thiện cho. Toàn là đòi cái quả, không chịu gieo cái nhân. Cái quả thì muốn có trước đi rồi con mới làm nhân. Có cái chuyện này không quý vị? Nó có làm như vậy mà nó không bao giờ có cái chuyện mà không gieo nhân mà có quả. Có cái chuyện toàn là đòi quả không à, mà không chịu gieo nhân. Bây giờ những đức hỏi quý vị, không có cái lý
mà tự nhiên không trồng cái cây mà đi hái cái trái ăn được, công nhận không? Tự nhiên không có cái cây mà tự nhiên có cái quả mọc ra làm gì có? Không có chuyện này đâu. Chúng ta phải gieo hạt là nhân, rồi chúng ta phải chăm bón, rồi nó mới ra hoa, rồi nó mới thành quả, rồi mình mới bẻ trái mình ăn. Hiểu chưa? Đó, bị coi công nhận không? Nói bây giờ mình cứ đi quỳ, đi cầu xin tối ngày, đi đến chùa lễ Phật cũng vậy luôn. Cúng cho nãy chuối, cúng bó hoa, quỳ Phật ơi, nhà con cứ làm ăn chặt chuột hoài Phật à. Phật gia hộ cho thằng chồng con năm nay nó làm ăn cho được đi, nó đem của cải vật chất về, phải chẳng thì chúng tấm giấy số cũng được. Khi trong chúng số xong con đến con trả lễ cho Phật, con mua hoa đẹp đẹp, con mua trái cây đồ ngon ngon, nho Mỹ rồi cho Phật ăn. Nó mình đòi cái quả xong đi rồi mình đi trả lễ, mà Phật nào mà đi cần cái lễ này trời. Quý vị coi bây giờ hoa quả trên bàn thờ cúng đó, đâu phải Phật cần đâu, mà đó là một cái pháp biểu pháp. Hoa là nhân, nhân tốt thì là quả tốt, nên cúng hoa quả trên bàn thờ á là cái biểu pháp để dạy mình, chứ Phật nào mà đi ăn bông. Giờ bông đưa cho mình còn mình còn không ăn nữa, sao Phật ăn bông chở là tợ. Mình cúng bông cho đẹp trên bàn thờ là tỏ một thái độ cung kính, nó tỏ một thái độ cung kính đối với Phật. Ví dụ như bây giờ trước mặt như Đức giảng pháp mà có một bình hoa này chi hả? Là nhân, ý muốn nhắc mình là bạn gieo cái nhân tốt, bạn có cái quả tốt. Nó mà cái nhân này là hoa sen giả. Thấy chưa? Nó giờ giảng hoài cũng không héo luôn. Thật sự mà nói trong cái cõi đời này quý vị, thật thật giả giả, giả giả thật thật à. Có những cái thật mà nó cũng là giả, mà có cái giả mà nó cũng là thật. Mà miễn nó tồn tại lâu là thật à. Ngon à. Giờ đem bình hoa thật lên và hai ngày là héo queo, rụng, hôi rình. Còn này người ta giả mà tao không có hôi, bún nó cũng rớt nữa. Nói chưa? Chùa mà lúc trước ở dưới có người mắc á, là cắm hoa lần triệu tám tiền hoa. Trong khi cái chậu hoa của những đức là hoa giả, nhưng mà cắm hoa cho người chết lại là hoa thật. Mình thấy thôi tội nghiệp người ta có lần cuộc đời người ta, thôi cắm hoa thật. Mà thấy cái cô đi mua hoa rồi bà về bà cắm, bà ngồi thâu đêm suốt sáng, cái tội nghiệp bà ghê. Chuyến này những đức kêu cắm hoa sen giả luôn. Mỗi lần ai chết cầm cái đó sen giả, cầm để quan tài xong sắp về. Xong có bà cô trong chùa mới nói thầy ô thầy ô thầy, thầy làm cái kiểu này hương linh nó đi theo về chùa y y. Những đức nói trời ơi còn đủ nó gì, nó sợ gì nó theo. Lần nào cúng cũng kêu hương linh về quá trời luôn, mà bây giờ mà sợ theo cái gì, nghe không? Nó kệ đi cho người ta theo gì người ta tu. Hương linh là cô hồn người ta vất vơ vất vưởng, người ta về người ta nơi có nơi nương tựa, người ta tu, miễn người ta chịu tu là được rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết bây giờ chùa mình phật nhiều giả không? Giết thì những đức cũng giả luôn đó. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng thôi cái cõi đời này thấy giả rõ ràng. Giết bây giờ giữa con người đến với con người mình không biết ai thật ai giả chứ. Nó thiệt quý vị, có khi nó nói chuyện ngon tới ghê mà nó giả, xạo với mình á, có không? Có mà. Trời ơi, bạn bè anh em rồi nói chuyện ngon thấy ghê luôn, vậy mà cuối cùng dụ dỗ mình, nó gạt tiền bạc mình không trả, thấy không? Trong cái cõi này bây giờ giết rồi mình thấy trời sao mà nó giả chứ người trời. Thôi giết bây giờ tôi hết tin ai nổi rồi, tôi tin Phật A Di Đà. Thấy không? Thật cái gì đà cười miếm miếm hoài, thằng ngồi nay cười miếm miếm hoài, nghiệp ghê, đứng cười miếm miếm miếm, đúng không? Nào bây giờ quý vị ngủ hay quý vị thức hay là quý vị cười hay quý vị buồn gì, ngày cứ miếm miếm cười hoài. Nó nên từ nơi đó quý vị coi cái cõi này nó là như vậy. Giết rồi mình hiểu nhân quả rồi mình rõ ràng, thầy ông giảng đúng. Cái nghiệp, cái nhân mình đã gieo, giờ cái quả mình chịu. Cũng cùng là hai chị em bạn thân chơi chung với nhau, mình còn đẹp hơn nó nữa. Trời ơi, sao lấy làm cái thằng chồng kỳ cục. Chồng mà sao mà tự nhiên mình nhìn nó mình thương nổi.
mà bây giờ mới thấy nó xấu. Có quý vị, nó có đó. Thì biết cái lúc mà mình nợ nó quá nhiều, mình nhìn nó là ai cũng nói xấu, mà riêng mình thấy nó đẹp. Ừ, vậy đó mà lòi có một hai đứa con rồi lúc đó mình mới thấy nó xấu. Hả? À, nó ra một hai đứa con rồi lúc đó là gạo nó có thành cơm, mình chạy đi đâu. Thì lúc đó thì mình nói chợ là sao không biết sao kỳ cục. Ủa con mắt mình ngày xưa nó bị bù lạch ăn hay sao mà kỳ cục ghê. Thôi càng nhìn bây giờ mới thấy thằng chồng nó nằm nó ngủ mà nó xấu. Xấu ê hề mà sao ngày xưa mình nhìn thấy cái gì nó cũng đẹp. Hồi xưa chưa gạo nấu thành cơm rồi nhìn nó đẹp cái ghê. Mà bây giờ nhìn nó quá trời xấu. Mà bây giờ xấu thì cũng phải lấy, bây giờ hai mấy đứa con rồi bỏ đâu. Cái nợ quan gia nó kỳ cục lắm mấy vị ơi. Đã thiếu nợ rồi là tự nhiên gặp xấu thành đẹp nữa. Còn con nhỏ bạn kia thì tự nhiên người ta lấy được thằng chồng đẹp trai mà dễ thương hiền hậu, lo làm ăn quá trời luôn. Còn thằng chồng của mình nó lại xấu mà nó còn không chịu lo làm ăn nữa. Nhậu nhẹt bê ta, nói chuyện hỗn ẩu. Về bên vợ thì nói chuyện cọc lóc mà. Nói ra câu nào là gia đình bên vợ chê chắc. Nó mày lấy dùm cái thứ gì đâu. Ngày xưa tao nói rồi, cái thứ này là cái thứ tào lao. Mày nói được lắm, tao không biết được chỗ nào nữa đó. Nó... xong bây giờ học Phật nó thôi mẹ ơi, thiếu nợ thì trả đi than van làm gì đó. Đưa câu vô liền đúng không? Nợ trả đi than van làm gì đúng không? Đó, thôi bây giờ mình không có chê trách nữa. Tại giờ chê trách cũng sống à. Mà mình chê trách làm chi để cho mình khổ. Thấy không? Thôi bây giờ mình chấp nhận. Chấp nhận thì thấy cũng được. Nó từ từ thấy cũng quá giải cái tâm. Đó, cái cách quá giải cái tâm là đã thiếu nợ thì vui vẻ. Mà tại sao mà mình làm được điều này? Vì mình có một con đường đi đó, mình có mục tiêu đi, đó là đi đâu? Đi về thế giới cực lạc, nên mình mới có thể trả được. À, có khi con mình á, mến tay mến chân đó, mình sanh ra mình nuôi á, quý vị biết rằng đỏ hói mình nuôi vậy đó, mình lo từng chút vậy đó, đi mà dấp té nhẹ cái thôi là bắt đầu là mình đau lòng xót dạ. Vậy đó mà sau này nó lớn lên có khi nó trả treo với mình. Bởi vì khi mình tức quá mình nói dùng cái thứ mày biết gì, hồi xưa tao đẻ trứng gà tao luộc ăn còn ngon hơn đẻ mày. Thấy không? Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà tao cực khổ tao nuôi, mà tao đi bán từng món đồ nhờ. Tao mua đồ đạc bằng đêm hôm tao lặn lội tao đi mua tao kiếm về. Tao nuôi mày tao mua từ miếng đồ ăn ngon. Khi đồ ăn ngon tao không dám ăn mà tao mua tao để cho mày ăn đó, mà giờ mày giải treo với tao hả? Cái thứ mắc dạy. Xong nó trả lời lên, nó nói ai dạy? Mắc dạy là do tại ai? Nó làm mình tức, nó trả lời ngược, nó làm mình tức ghê lắm nghe. Nó nói bây giờ ai mượn đẻ tôi chi, tôi đâu có kêu đẻ tôi đâu. Nó, rồi đẻ tôi rồi á, rồi do không dạy thì giờ tôi hư. Ai mượn ngày xưa chiều tôi cái gì cũng cho tôi ăn, rồi để cho tôi hổn làm chi. Rồi chữ mắc dạy, mắc dạy không biết ai á nghe. Nó làm cho mình tức chết được, mà nó có thứ mắc dạy mày nói cái nó tôi luyện mày chết bây giờ. Cái nó luyện đi tôi đi. Nó chọc vậy đó quý vị, nó chọc đó có không? Nó có chọc, mà nó nhỏ xíu đã chọc mình rồi. Đừng nói gì lớn. Nhớ tí tí mới mười mấy tuổi nó chọc mình rồi. Nó chọc ghẹ mình cho mình tức chơi vậy đó. Nè, rồi xong á, mình nói bên ai ở nhà có công chuyện không được đi đâu nghe. Ở nhà vụ mẹ nghe con. Nó im chút xíu nó xách xe cửa sau chạy mất tiêu. Không phụ không gì giúp mình vậy, thấy không? Nó giết rồi trong lòng mình thấy sao nó buồn gì đâu. Gì đâu mà con cái nói nó không nghe. Rồi gặp chồng thì ăn nhậu bê tha. Trời ơi sao cuộc đời tôi buồn quá trời buồn. Buồn giết mà từ một cô gái đẹp ngày xưa mà bây giờ coi lại trời ơi cũng như con mắm. À, ngày xưa coi đẹp quá trời luôn mà bây giờ nhìn như con mắm vậy. Mới có mấy năm thôi mà tàn tạ dung nhan, tàn phai hương sắc. Bạn bè nó gặp nó nói trời ơi trời sao mà mày ngày xưa tao thấy mày đẹp vậy đó như công chúa. Mà bây giờ mới có mấy năm mà sao mà mày bèo nhèo dữ mày. Nhìn mày vậy đâu mà tóc tai bùm xùm giúp con ma gì. Nói trời ơi tao lấy nhầm cái thằng chồng nó ăn nhậu bê tha mày ơi. Sanh mấy đứa con ra cho nó bây giờ nó hư hỏng quá trời. Giết người ta buồn quá buồn. Xong nhỏ bạn nói thôi được rồi, mày nghe lời tao mày đi theo tao. Tao biết có ông thầy này ổng có khả năng ghê lắm. Ổng là chuyên gia, ổng tút mấy bà mà phải si cù quá á. Mà tao thấy hay mày. Tao thấy vô chùa mà tao thấy có nhiều cô mà hồi xưa cũng te tua thả tớ.
Vậy mà sao vô gặp ổng nói chuyện thời gian biết sao, tuốt cách gì mà kỳ cục. Mà thời gian thấy sáng sủa mập mạp vui vẻ lắm mày không. Mà tao thấy đến chùa đó sao thấy ai cũng cười ai cũng vui chứ á. Mà trong chùa quý thầy ai cũng vui ai cũng dễ thương, như chùa mình bị thấy mấy thầy dễ thương không? Những đại rồi nói chuyện vui dễ thương đúng không? Đó, sau này người ta cũng giảng tình độ cũng vẫn đang nghe giảng đâu á. Không, nhà Đức cũng thương anh em nhau thương nhau. Thấy hay á, càng sống nhau càng thương nhau. Không phải là ban đầu quá thương mà từ từ càng ngày càng thương nhau. Cái tình thương nó đến nhau vậy nó hay lắm. Còn có những cái tình thương mà nó vừa gặp nhau là nó thương say đắm. Mà cái tình thương đó nó mau xa nhau lắm quý vị. Cái tình thương mà vừa gặp nhau là chớp chớp chớp, mà vừa gặp nhau chớp liên chứ đó. Tình thương này nó mau xa lắm quý vị ơi. Tình thương nó phải có thời gian, nó phải đến nhau từ từ. Giống như quý vị cầm chiếc máy như Đức Nguyện nghe mà 3-4 năm chờ, quý vị mới đến đây gặp. Ê, tình thương nó có thời gian ghê không? Còn kiểu mà vừa gặp nhau nói mấy câu cái là kết liền, ồ số 1. Chưa chắc, hiểu không? Nên anh em huynh đệ của những Đức sống là nó không có thương nhau ban đầu quá đâu. Nhưng mà càng sống nó càng hiểu ra, nó càng thương. Nó như ngày xưa có nhiều ông như Đức la, ông buồn lắm á. Bực bội như Đức la là buồn chắc dữ lắm á. Nhưng mà càng ngày mấy ông càng thương những Đức, ông hiểu. Hiểu mình thương mấy ổng chứ không phải cái hại. Rồi từ từ anh em nó càng cỡ mở. Những Đức thấy cái tình cảm mà đến nhau vậy nó bền bỉ dữ lắm. Nó bây giờ bên đây Nhượng Quang coi chúng nhiệt tình hết mình, mà thấy con tội nghiệp ấm như ấm nhách. Nhượng Quang ốm quá đúng không? Đến gàn ổng mà đưa tay coi thử nó da bọc xương không? Ốm ốm nhưng mà tâm không ốm. Nhiệt tình hết mình, quý vị thấy như chùa mới bên đây mà mới đây thôi. Dù những đứa có tư tưởng, những đứa biết sắp xếp, nhưng mà không có người làm sao được gì. Thấy không? Trên là hòa thượng xây chùa nhưng mà giờ không có người coi thì sao được gì đây. Rồi những đứa tư tưởng những đứa đưa ra mà không có người nghe sao được gì. Nhờ đưa ra nhiêu là tư tưởng anh em làm răm rắp, nhiệt tình hết mình. Từ quý thầy Nhượng Quang không coi chúng ở đây, ông nhiệt tình ốm ho gầy mòn mình nhìn thấy cũng tội nghiệp. Những đức nói yên tâm đi, có thừa xương mới sợ gì không có thịt, đúng không? Cứ giữ bộ xương cho ngon, mai mốt có thịt à. Nó không sao đâu. Rồi bên những đại hồi xưa ông cũng ốm nhơ mà giờ ông mập lên rồi đó. Giờ ông chia sẻ tình độ cũng nhiều người coi, là mấy ổng thì mừng cho mấy ổng rồi đó. Rồi những thịnh thì cũng được, mà duyên chia sẻ tình độ thì ít hơn những đại một chút. Những đức nói cứ cố gắng trong cái cuộc đời này, cái duyên nó mình phải bồi dưỡng từ từ, nhiệt tình vui vẻ. Phật tử nó về chùa mình lo lắng, mình vui vẻ nhiệt tình thì mình có duyên thôi. Chùa mình bây giờ người ta đến đông gì là cái duyên phước mình tu dễ lắm, hiểu không? Đó rồi quý chú chùa sắp sửa xuất gia, chú nào nhìn cũng dễ thương nghe. Nó nhưng mà mình phải kèm suốt à, sắp xếp lo lắng gầy rồi dạy nói tới nó luôn, nói hoài đưa lên một tư tưởng, một phương hướng cho chuẩn. Nó mới duy trì được cái tâm xuất gia đó mà để phục vụ chúng sanh. Tính ra bên đây cũng mười mấy chú nhỏ dễ thương lắm. Làm việc rồi tối mà 10 giờ chảy mũ đồ, chảy niệm đồ, sắp xếp làm việc quá trời là. Mình đứng trên lầu mình nhìn mình thấy rõ ràng, thấy không? Mà là nhà mình có một hai đứa con mình nói không được. Vậy mà đông gì mà ta vô đâm rắp, nhiệt tình làm luôn. Như đứa có đi coi gì đâu, ngồi trên phòng mà chánh niệm Phật rồi xuống chia sẻ Phật pháp chứ vị. Chứ nếu như giờ này mà những đứa còn bắt những đứa đi coi này kia sao giảng đây. Nên nó nói không, sự thành công của mình trên là nhờ cái đức của hòa thượng, kế là các anh em huynh đệ. Có cái buổi giảng này nó qua bao nhiêu cái đôi tay con người để hình thành ra cái buổi giảng này mà mình nghe được quý vị. Nó phải sống trong thế giới biết ơn không? Cảm ơn quá trời luôn chứ. Đó, nó rồi xuống cái nhà bếp thì các cô thấy không, tự nhiên hình thành cái xuất hiện là mấy sư cô nấu ăn ngon giỏi, xuất hiện người đến liền. Quý vị thấy cái chuyện Phật pháp hay không? Tự nhiên ta đến à. Rồi phòng hộ niệm chưa xong rồi có con chú phát tâm nói, khi phòng hộ niệm xong mấy ông già yếu để con nuôi, ghê không? Ngộ ghê á. Rồi 3-4 cô phát nguyện là khi mấy bà cụ đồ nằm hộ niệm để yếu rồi con chúng con chăm lo này kia rồi. Tự nhiên mình làm là hình, vừa làm cái là có người xuất hiện đến để hỗ trợ liền. Nó rõ ràng quý vị làm chuyện Phật pháp mà đúng nghĩa, quý vị thấy chưa? Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng tại sao cái cuộc đời mình cứ bao nhiêu sự trở ngại đến với mình, giống như cái xấu ở trong cuộc đời này là nó quy về mình như đó. Thì biết vì sao? Vì cái tâm địa là cái chỗ chứa. Mà cái tâm địa mình lại bất thiện,
Mà cái tâm địa bất thiện thì tất cả cái ác nó đều chứa về cái chỗ ác. Cái ác nó chứa về ác chứ sao. Nhưng bây giờ mình chỉ cần đổi cái tâm địa này bất thiện cái thành thiện này thôi, là tức khắc cái ác kia nó sẽ đi chỗ khác. Vì biết rằng tất cả cái buồn khổ và cái ác tâm đó, nó đều về ngay chỗ cái tâm địa. Thấy không? Nếu như bây giờ mình dùng cái tâm mình mà nhớ Phật niệm Phật, cái tâm hoan hỷ tha thứ, cái tâm khoan dung, cái tâm không có buồn giận hay để trong tâm, thì tức khắc những cái ác nó tự chạy đi hết chưa. Bây giờ quý vị muốn vui an lạc thì quý vị coi lại là bây giờ mình còn buồn giận ai để trong tâm không? Mình còn buồn giận ai để trong tâm cái chút nào không? Tại vì cái buồn giận người ta là giống như chất độc, mình để trong tâm là độc đó. Bây giờ mình coi lại coi mình còn cái thứ đó trong tâm không? Mình xem lại. Rồi mình đem cái vật hiệu mình để vào để cho những cái độc tố trong tâm mình mà hận thù buồn trách người ta nó tan biến hết đi. Thì những đức nói thiệt chứ quý vị nghe chứ, cuộc đời của người mình sống phơ phớ à. Như những đức nè, nhờ gặp Phật Pháp mà thay đổi cuộc đời nè. Từ một thanh niên hư hỏng chứ ra trò gì đâu. Trời ơi, học lớp 3 mà ở 9 năm. Trình độ này kinh quá. Đúng không? Quý vị coi á, vậy mà bây giờ làm được bao nhiêu chuyện nhờ niệm Phật á. Những đức nói nghe, tất cả những người trẻ, người lớn tuổi chỉ cần gặp pháp môn Tịnh Độ này mà chân thật niệm đi, chân thật mà hành trì đi, rồi mình đi đến đây một chiếc máy niệm Phật, một chiếc máy nghe pháp đồ này kia, có điều kiện đặt về gỡ cho cha mẹ, cho người thân mình, hoặc cho chòm sớm mình, hoặc là lễ viết Quan Âm hay chương trình Chủ Nhật Cộng Tu chùa mình dẫn ta đi, thứ bảy đồ Cộng Tu bên đây này dẫn đi. Rồi bây giờ mình dẫn người già đi xong, bây giờ người già về đây mình coi đi, cơ ngơi chùa chiền gì nè mà nuôi người già đó, cho người già ở đó, mà người già để ở khỏi cần phải tốn tiền. Thí dụ như mình vô đây rồi mình có tiền mình cũng vừa ta bảo không có là thôi, đều giống hệt nhau à. Đó, bây giờ ở đây mình niệm Phật mình tu, bây giờ mình nghĩ đi, mình ở nhà mình chưa chắc con cái của mình nó lo cho mình khi cuối đời tuổi già, có khi nó không hiểu, nó còn sát sanh hại vật, nó còn cúng kiến, nó chấp điếu, nó làm tùm lum chuyện hết chứ. Mà mình sắp chết rồi nắm tay mình nó kéo. Mà con người mà khi gần chết cái tâm thức con người mình nó đau đớn dữ lắm. Mà nó nắm tay nó gịch mình nó khóc, thì nó làm cho mình đau mà nổi xăng. Mà vừa nổi xăng lên là đỏ liền, không nói vòng vo chứ. Vừa nổi xăng là đỏ liền. Một đời con người đi qua khổ chưa đáng sợ, mà đáng sợ nhất là đọa tam đồ ác đạo. Nhớ nè, đáng sợ nhất là đọa tam đồ ác đạo. Nên bây giờ mình sanh con, mình nuôi con khôn lớn hết trơn rồi, bây giờ đến lúc mình lo cho mình để mà mình giải quyết cái vấn đề sanh tử, rồi mình mới cứu được thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, con cái của mình nó không biết tu mà. Thì bây giờ mà mình mà đeo đẳng theo, bây giờ mình lớn tuổi rồi mà mình cứ chờ đợi, mình cứ hẹn lằn hẹn lựa, muốn vô chùa tu, nghe ông thầy Đức ông nói cũng thích thì ghê vậy đó. Mà bây giờ thằng ba vợ nó vừa đẻ cu tèo, bây giờ nó kêu ở lại chăm giùm cho nó nửa năm nó đi, nửa năm sau rồi đi, vừa mới sắp sửa nửa năm cái nó đẻ thêm cu tí. Nó nói mẹ ơi mẹ, bây giờ giúp thì giúp cho chót đi mẹ ơi mẹ, chứ giờ bà đi rồi vợ con nó sao, gia đình làm ăn hai vợ chồng nó bận bịu, bây giờ ở lại cố gắng lo cho cu tí nửa năm nữa. Rồi vừa mới sắp sửa nửa năm cái nó đẻ gan én, trời ơi vớt tim án được chắc tao tiêu quá mẹ ô. Nó mà nhìn thằng cu tèo cu tí sao cũng dễ cưng quá trời, mến tay mến chân với hai nhỏ, bây giờ bỏ đi cũng không nỡ. Mình vừa định đi cái nói bà nói bỏ con á bà nói, thằng vậy đâu mà nó khôn, đừng có nói nữa, nhỏ gì nữa xíu mà nó khôn, thiệt là khôn. Mình chuẩn bị đi năm chân mà nó kéo lại không nỡ đi. À, còn con én gì nhông sống sữa dễ thương ghê luôn, mình đừng có cháu bà kêu tức vui ghê, từ nơi đó mà không nở đi luôn á, tiêu thấy không. Mình nhớ là ngày xưa mình gửa mông cho con mình mấy đứa, mà bây giờ mình cũng gửa mông cho cháu thêm mấy đứa nữa chàng. Rồi có khi á, ban đầu thì cứ làm lai rai thôi vậy đó, mà từ từ mấy đứa con nó đi làm trễ nải, thấy gì bắt giùm nấu cơm cho nó, bắt giùm nấu cơm, hoặc lẽ không nấu đồ ăn chứ từ từ cái nấu đồ ăn, cái nấu cơm nấu đồ ăn được cái nó thấy gì nó để cho mình làm. Rồi xong nó dẫn bạn bè đến nhậu nhẹt, nó kêu mẹ làm mồi cho con, cái ban đầu làm cho nó một hai ngày làm chứ nó làm được, rồi nó kêu làm mồi luôn đi mẹ, chứ từ từ giống mình ô xin
vậy coi ngộ không? Giết lâu ngày tự mình chỉ làm cha làm mẹ giống u xin làm cho con vậy. Rồi tới tháng nó nói mẹ cho mẹ mấy trăm ngàn bỏ túi nè. Trời, tự nhiên bây giờ mình làm việc cho con là lãnh lương luôn nha. Từ một con người cha mẹ bình thường cứ tự đi từ làm công cho con cái, có không? Có không? Đợi bị coi á. Rồi cha mẹ dưới quê, rồi giờ con được đi bên Mỹ. Thì cuối cùng cái rước mẹ về nói lấy mẹ già tội nghiệp. Thôi đưa mẹ qua bên nước ngoài cho mẹ hưởng phước. Tưởng đâu đem bên hưởng phước làm gì đem nhốt trong nhà. Bà già mà giờ bà dám đi ra nước ngoài không? Bà ra đường không? Người ta gặp người ta thì nước Mỹ mình cô xì. Bà già biết gì đâu, lạc đường sao dám đi đâu. Nó cũng khôn kinh khủng lên, nó đưa nước ngoài nhốt trong nhà. Làm gì? Giữ nhà, coi thêm cháo, quét nhà, nấu cơm. Rồi nó cho vài trăm đô để dành. Rồi mai mốt chết queo để lại cho nó, cũng là của cho nó. Giống như nó bỏ ống vậy quý vị. Cuối cùng quý vị coi là mình, bây giờ vạch ra chỗ này mình mới thấy mình trời thì sao mà nghe. Nghe ông thầy này giảng tôi thấy sao tôi ngu dữ vậy trời. Kỳ cục vậy. Rồi cuối cùng mà tôi chết thì sao? Chứ đi đọ chứ sao? Cả đời sống vậy đó. Làm vợ làm cha người ta rồi cuối cùng là cứ khổ hoài cả đời. Rồi tới làm ông nội ông ngoại người ta rồi cũng khổ vì cháu. Rồi cứ vậy mà sống rồi chết đi đọ là trời ơi, đi đến cuộc đời này làm gì trời. Cả đời khổ chờ ngày vui, không có ngày vui mà toàn là khổ không à. Rồi chết khổ nữa. Vậy là sao? Sao? Mấy vị nghe Đức thấy chí tình chí lý không? Nghe gì đâu mà nó thấm thiết gì đâu. Có nhiều cô nói bởi vì tôi ngồi đau chân vừa lòng vừa dạ thiệt. Bây giờ có nhiều cô nói bây giờ con sao tôi ngồi tôi nghe thầy giảng bây giờ có ai nói tôi vài câu tôi cũng chịu nữa. Tôi nói thiệt luôn. Không nói thật sự mà nói quý vị trong cái cuộc đời này không có thế nào mà vừa bụng ta hết đó quý vị ơi. Mình thấy cái gì mà thấy được tiện lợi cho mình chút để mình tu hành thì cũng được. Bây giờ ai nói gì nói thôi bà ơi tôi dở lắm. Tôi mà ngồi xa tôi nghe tôi ngủ không. Tôi ngồi gần nghe được bài nào cũng ngon bài đó. Ôi giờ bà chấp tôi gì bà chấp đi tôi về Cực Lạc xong rồi lúc đó tính sao. Hiểu không? Về Cực Lạc xong rồi tính. Bây giờ tôi có ý xấu gì đâu. Hiểu không? Mà tôi về Cực Lạc xong rồi mai mốt tôi vợ lợi trả ơn cho bà sao? Còn bây giờ tôi muốn trả ơn bà trả ơn cũng không được gì đâu. Hiểu không? Bây giờ bị coi cứ núm níu con cái vậy vì không dặn sanh ổn không? Bây giờ cơ ngơ hòa thượng say vậy đó, lớn lao vậy đó. Chiều nay hay trưa nay hòa thượng đến ban lại liền. Hòa thượng ô, thượng xây chùa đẹp hòa thượng ô. Đúng không? Đó, cứ gặp hòa thượng mình gặp hòa thượng nghe. Chạy mừng hòa thượng. Vui. 82 tuổi rồi. Cứ đi coi công trình, đội nắng đi coi công trình. Nè, trưa chiều đến nè, cầm cái gậy qua nè. Cầm gậy với cầm chuỗi qua, chuỗi nhiều lắm. Xách qua nè, chạy lên nè. Hòa thượng ơi cho con cái lọc, hòa thượng ơi cho con chuỗi nghe. Hiểu không? Hòa thượng cho chuỗi nghe. Nó ví dụ như bây giờ mình ví dụ mình đến đây mình gặp cái cơ ngơn gì đúng không? Mình nói trời ơi cái công sức hòa thượng xây dựng gì đâu. Đồng cắt mình cùng chúng hòa thượng cùng gạch cục đá trong tâm tư hòa thượng vui vậy. Những đức đâu kêu vị cúng như những đức gì đâu. Những đức nói cái công hòa thượng xây chùa thì phải có tiền mới xây chùa. Thì mình thấy cái công sức hòa thượng làm lớn gì. Rồi cái tâm lớn lắm mới cho người già về chùa ý y ở. Xây chưa xong mà đã hơn 400 người ở đây. Ở đây tương lai ở khoảng 1.000 người. Thế vị lên mấy dãy nhà vị coi cái phòng vị kinh khủng nhiều chứ. Quá trời nhiều phòng luôn. Nó thì quý vị biết hai cái dãy nhà đó bự dữ lắm. Rồi bây giờ đang xây bên đây này mép bên đây ngang cái khu này qua nè. Nó đào móng rồi đó. Cái dãy nhà 100 thước. Nó xây bên đó. Thì ngang cái đường qua Đại Tùng Lâm vị thấy đó. Đang xây quá trời bên đó. Là dãy nhà cặp tường luôn đó. Là dãy nhà đó cho các cụ ở nữa đó. Đạo tràng niệm Phật ở nữa đó. Nói vị coi thì chỉ có cái duyên hòa thượng mới làm được vậy thôi. Nhưng đức bây giờ có tiền bây giờ đi xin cái tấm giấy phép xây cũng không được. Có tiền làm không được. Mà công duyên hòa thượng đó, ngài làm được cái công, cái duyên của ngài làm được đấy chưa. Mà ngài làm gì mà giờ những đức lại có cái duyên nuôi người già. Mà ngộ như đức nói chuyện với bà già bá phái. À, mọi người nó có cái duyên kỳ vậy đó. Nhưng như đức nói chuyện mấy bà cụ bà cừ bá phái như đức. À, mấy cô trẻ cô phái nè. Ngộ vậy đó ừ. Hồi tối mà trời bởi vì mình nuôi chúng mình thấy vui ghê quý vị.
không có người sống gì là nó hạnh phúc à. Mà hồi tối mà nhận đức đi, quý vị mới biết mấy cô mà bên hộ pháp á, ga nó đứng nó đợ nó chờ nó đưa tiễn mà đi, nó giống như mình đi đánh giặc không bằng. Trời, mình đi có 2 ngày mà làm như là mình đi đâu vậy đó. Trời trời, mà mình thấy gì mình thấy cũng là tình người, quý vị. Trời trời, nhớ cái tên này ngày xưa mà dược chó, chứ đừng nói chi chó dược hư quá, nhậu vô xong con chó lại sủa, đứng lên dược con chó chạy vù vù. Nhậu không biết không sợ chó chứ gì nữa chứ, nhậu xỉn quá. Rồi có khi mà nhậu xỉn mà ói xong nó nằm ngay cái đống ói lăn lăn, cái chó lại nhìn tưởng nó ác quỷ, chạy mà vừa sủa sợ quá, đứng lên dược con chó chạy vù vù vậy. Thì bị coi con người này ngày xưa vậy đó mà bây giờ niệm Phật vậy mà kẻ đón người đưa. Ghê chưa? Ủa, mình thấy nhiều khi mình nghĩ ồ sao có môn Tịnh Độ nó thù thắng dữ cái trạng. Mình không có thể nào ngờ được cuộc đời của người mình mà có ngày hôm nay luôn á. Nó thiệt luôn á. Mà chỉ có niệm Phật mười mấy năm nay thôi làm gì? Nếu như những đức mà ngoài đời mà mười mấy năm nay những đức xin nói với quý vị chứ. Trời ơi bây giờ nó lầy đừng có nói nữa. Mà chắc là tiêu rồi, chết rồi trong cái mùa dịch rồi. Chết queo trong cái mùa dịch rồi tại ăn nhậu mà. Rồi thêm một cái nữa mà bây giờ lúc này là lúc mà làm ăn khó khăn. Mình ăn nhậu mà hư hỏng, có khi đi ăn chợ mà cướp nữa. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhờ gặp Phật Pháp năm 29 tuổi, rồi đi tu, niệm Phật luôn. Rồi tự nhiên vô chùa nuôi người già, mình tự nhiên sao mình có cái nghĩ. Mình nói trời ơi giờ cha mẹ mình chết queo hết trơn rồi. Rồi bây giờ mình sống gì mình thấy người già, tương lai mình cũng già. Những đứa có cái nghĩ gì nghe. Rồi tương lai mình cũng già. Mình thấy cái nghề nuôi người già ngon, không có cần trình độ. Mình cũng nghĩ ra nữa. Nuôi người già mà trình độ gì giờ? Có ai nuôi người già mà cần trình độ không? Bây giờ như Đức nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị đi xin việc làm mà nuôi người già không có nói cần trình độ đâu. Hiểu không? Mình nói đúng là cái ngày nuôi người già là phù hợp với mình, chị không cần trình độ. Được á, ngày nuôi người già ngon, nuôi. Bắt tay vô việc, mình ban đầu thì mình gặp mấy người già mình chơi với người già trước đi. Cứ gặp người già là hỏi han nói chơi, nói chuyện, hỏi bà ở đâu, quê quán ở đâu và sao bà vô đây. Rồi khi bà nói chuyện với mấy bà già bà buồn chuyện này chuyện kia trong chùa, cái bà gặp những đức bà nói con ơi chắc bà gì bà buồn quá, bà bị la bà buồn quá. Những đức nói bây giờ bà cứ nghĩ đi, từ ngoài đời vô đây mà bây giờ ở đây mà đi về nhà lại con cái nó hỏi làm sao bà ở chùa không được, rồi lúc đó nó xem thường mình. Bà hãy nghĩ lúc xưa bà ở nhà bà khổ cỡ nào, còn bây giờ chỉ có một lời nói người ta nói bà thôi, bà dìa thôi. Bà để lên bằng căn bà coi ở đây với ở nhà chỗ nào khổ hơn. Bà nói ở đây sướng hơn. Ở đây sướng hơn ngu gì vậy? Nói vậy đó. Vậy mà mấy bà già nói nghe con nói cũng được nghe. Vậy đó mà từ đó về sau ai mà buồn là bà cứ chỉ là gặp nhân đức. Bà chỉ viết rồi mình nói viết rồi mình lên đài luôn nè. Nói viết rồi lên đài luôn, từ một người mà ra. Cứ là ai buồn là gặp mình, ai buồn là gặp mình, viết rồi mình trở thành thùng rác đặc biệt luôn. Nên những đức nói rằng những đức có một khả năng là một thùng rác dễ tiêu hóa. Thùng rác dễ tiêu hóa. Mà tối ngồi họp với các cô, những đức nói các cô chỉ cần có một tâm sự gì buồn, cái gì buồn đưa những đức, những đức sẽ thu gom hết nha, để vào thùng rác những đức là tiêu hóa sạch, không có dạy gì đi để rác đó cho lâu ngày nó thúi đâu, hiểu không? Đó nên quý vị nhớ, từ nơi đó mà những đức nói chỉ có gặp pháp môn niệm Phật này mà bây giờ ý nghĩa gì. Rồi cái duyên đưa đẩy tôi gặp Hòa Thượng đây. Trời ơi, những đức nói vị Hòa Thượng là trưởng ban trị sự mà. Cái vị muốn đến gần mà để mà thân quen Hòa Thượng. Mình nhóc nhen như mình mà thân quen cái gì? Chỉ có cái duyên đưa đẩy thôi, quý vị coi công nhận không? Rõ ràng cái duyên của những đức. Đến đây Hòa Thượng thương. Thương xong cơ hội luôn, với thêm cái này mình cũng siêng quý vị. Chịu cực, chịu khổ, siêng năng. Không có gì tiền bạc vật chất, không có gì cái danh. Hòa Thượng thấy gì cũng thương. Thương từ cái hộ pháp phát triển xong qua Đại Tùng Lâm phát triển. Đùng Lâm phát triển xong qua tới đây luôn. Xuất hiện thêm một ngôi chùa nữa. Bây giờ tiếp tục sắp sửa mở đạo tràng thêm. Quý vị coi tiếp tục toàn là nuôi người già không? Vậy là cái định hướng ban đầu của những đức đi tu á, nuôi người già. Những đức thấy hay. Tại vì nuôi người già vì sao ai cũng già. Thấy không? Cái này là con đường này không chạy thoát, không ế. Nuôi người già là không bao giờ ế nghe. Những đức nói đời tôi nuôi mấy bà già nè. Tôi nuôi mấy bà bị chồng bỏ chồng chê nè. Rồi tôi nuôi mấy cô mà muốn đi tu nè. Hiểu không?
Họ muốn đi tu mình nuôi. Bà nào chồng bỏ chồng chê muốn vô tôi nuôi, nuôi mà gọi là không đòi hỏi luôn á. Đúng không? Bây giờ mấy bà chồng bỏ chồng chê đi, ớm ho gầy mòn nó gì, nó nuôi cho mập lên. Nó nuôi cho mập lên rồi nó sử dụng. Ngoài đời á, nó sử dụng như làm gì, nó để cho mấy bà ở không? Không có giờ để cho mấy bà ở không đâu, hiểu không? Nhưng mà vô đây mình nuôi mình không có đòi hỏi. Để cho mấy bà ở không ngon lành từ đây tới chết luôn ha. Có nhiều bà nói gì mà con ngộ kỳ thầy ơi, sao con không chịu ở không nha. Nói thật á, không chịu ở không, ngộ vậy đó. Mà không chịu ở không mà gặp những đức là những đức làm cho ở không. Vì sao? Vì giảng cho nghe viết ở không luôn. Nghe viết ở không. Chứ mà sùng sồn mà không nghe đạo là nó không chịu ở không. Dù nó khổ thì khổ nhưng mà nó cũng đi tìm chuyện nó làm. À, mỗi ngày cứ gì là tìm chuyện nè. Rồi cái đầu kiếm vô đồ gì ngon ngon bước ra là đi tìm chuyện đó. À, chứ sao? Tìm chuyện chứ sao? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà gặp những đức rồi là nghỉ à. Nó ngày xưa mà má hồng nữa. Giờ trang điểm câu bật hiệu không à. Trang điểm câu bật hiệu giết rồi là ở không luôn vậy đó. Họ giết rồi nghe mà đẹp lên mà ở không nghe. Tự nhiên nhìn ra được không nghĩ à. Không có gì nữa. Vậy đó mà nếu mà không gặp những đức là nó không chịu ở không. Buồn. Vì nó làm ra tiền, có tiền mà bây giờ mình không chơi cái gì, sao chịu nổi. Tự nhiên mình thấy cuộc đời mình sao vô nghĩa quá. Bây giờ làm có tiền mà bây giờ cực quá trời luôn, mà bây giờ cũng đi nhậu vài chai bia, hoặc là kiếm thằng nào cho vui chứ. Chứ tự nhiên bây giờ không, từ đây tới ngày chết hả? Uổng. Nó nghĩ vậy đó quý vị. Không tu là nó nghĩ vậy đó. Cậu nói này là đúng luôn đó quý vị. Ủa giỡn đâu nghe. À, nhưng mà tự nhiên mình nghe đạo rồi mình mới nghĩ đến cái câu là có chồng như gống đeo vào cổ. À, thôi lỡ rồi một thằng rồi cho qua, từ hôm nay nghỉ. Thấy không? Nó nên mấy cô mà chồng bỏ chồng chê mà vô chùa mà gặp những đức là may mắn lắm, quá may mắn luôn. Hiểu không? Đó, rồi từ hôm nay nha, mình đủ duyên mình cùng nuôi người già, hộ trì tam bảo, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Lễ vía Quan Âm lần này 3 ngày, lễ vía Quan Âm tháng 6 4 ngày nghe, 6 là 4 ngày nữa đó. Năm nay mà tha hồ mà tu. Ờ, nên từ nơi đó hình như là Phật Đản, hình như cũng là nằm thứ 6 thứ 7 chủ nhật hay gì đó quý vị. Hình như là ngay thứ 6 Phật Đản á. Thì bây giờ thứ 7 chủ nhật là tu tiếp tục nữa hả? Vì thế năm nay cái mồi tu dữ dằn lắm. Ờ, rồi bây giờ nè, cái qua vía Quan Âm này nè, cái chương trình đặc biệt ý nghĩa lắm nè. Đó là ngày dỗ tổ Hùng Vương. Bây giờ ngày dỗ tổ là người ta nghỉ 5 ngày quý vị. Ngày dỗ tổ là ngay thứ 7. Thứ 7 nghỉ. 30 tháng 4 là ngay chủ nhật. 1 tháng 5 là ngay thứ 2. Nghỉ bù thêm 2 ngày nữa là 5 ngày luôn. Quý vị coi bây giờ ngày dỗ tổ Hùng Vương, chúng ta tổ chức ngày đám dỗ tập thể đi. Đám dỗ tập thể cho ông bà tổ tiên chúng ta hết dòng họ mình luôn. Mình làm cái ngày đám dỗ tập thể. Quý vị coi nó ý nghĩa bao nhiêu chưa? Còn hơn là bây giờ mình á, ngày dỗ đó mình đi chơi. Đi chỗ này đi chơi, chỗ này chỗ nọ chơi tốn tiền, được cái gì? Ngày đó tại sao chúng ta không tổ chức ngay ngày dỗ tổ Hùng Vương? Mình nhớ tới tổ tiên của mình. Bây giờ mình làm đám dỗ cho ông bà cha mẹ dòng họ mình luôn, kết hợp với ngày dỗ đó. Mình thiết pháp, mình cúng đi thực cho lớn, thiệt là lớn. Cúng đi thực cho thiệt lớn, hoành tráng lên. Phóng sanh cho thiệt nhiều để hồi hướng cho tổ tiên mình. Hay quá quý vị, thấy không? Rồi ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 toàn là những ngày mà gọi là nhiều người ta nằm xuống chết, người ta mới được cái ngày mà gọi là lễ như vậy. Tại sao mình không làm những ngày lễ đó là những cái ngày tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ? Những người ta nó nằm xuống vì đất nước này mà giữ được cái đất nước bình yên cho mình. Nên Bác Hồ ngày nói câu không có gì quý hơn là độc lập tự do hạnh phúc.
Vì công nhận là hạnh phúc là bình an nhất không? Tự do và hạnh phúc là bình yên nhất, hiểu không? Chứ nếu như không có người nào hy sinh nằm xuống, sao mà chúng ta giữ được cái biên cương này bình an cho mình sống ngồi đây? Bây giờ không có người ta bảo vệ mình, làm sao mình ngồi đây yên? Ví dụ như không có ai mà bảo vệ cho mình ngồi đây, nó vô nó vượt mình chạy, ai đứng ra? Bây giờ mình phải ơn đất nước. Mà ơn đất nước thì phải làm sao? Mình phải trong Phật pháp phải tu, phải làm thiện. Về còn sống thì chia cho nhau cơm ăn áo bận, nhưng khi chết rồi thì chỉ có đem cái phước để chia cho nhau là đúng, người ta mới hưởng được. Bây giờ anh hùng liệt sĩ chưa siêu nữa, bây giờ chúng ta phải đem công đức tu ngày tưởng nhớ đó đó, chúng ta phải đi hồi hướng cho họ. Mình thấy ba ngày là đặc biệt, quá trời đặc biệt luôn. Nó từ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, nó là ba ngày đó là quá tuyệt vời. Chúng ta tổ chức hoành tráng đó. Những đức thấy là ngày thứ bảy là dỗ tổ Hùng Vương, chúng ta tổ chức bên đây nè. Tại vì thứ bảy cộng tu bên đây thì mình tổ chức ở đây luôn, chùa mới đây nghe. Chủ nhật là 30 tháng 4 với thứ hai hội hộ pháp, hai ngày. Nó thử coi cái lịch có xây chuyển gì không mà tính sao. Nhưng mà đến đây thì là điểm nào cũng được hết chứ á. Nên từ nơi đó vị biết rằng phải làm gì đó. Còn hai ngày kia chúng ta ở chùa tu, ai ở được thì ở. Ồ nó ý nghĩa quá, trời ý nghĩa quá, ý nghĩa luôn. Còn gì nữa quý vị? Mà bây giờ quý vị mình thấy không, mình gặp một ngôi chùa gì rồi các cụ già mà về đây này, là thấy mình là nhìn được chỗ rồi đó. Bắt đầu mình đi vòng vòng nghe, mình tính ở, mình chưa ở phải không? Mình đi vòng vòng mình coi phòng ốc, mình coi địa thế, hiểu không? Mình coi có tình hình nó thì sao. Rồi ông thầy ông nói rõ ràng rồi mà, đi vô đây là tiền bạc ở nhà cho con cháu hết đi. Nó, từ khi là có thì cúng dường tam bảo tu phước duyên, còn nếu không thì cứ cho con cháu hết đi, nó nghèo nó khổ cho nó hết đi. Rồi xong đi nói con ơi, mẹ cả đời mẹ cha nuôi con, bây giờ của cải có chút đỉnh cho con hết trơn rồi, bây giờ mẹ thì muốn ở trong chùa trong cái khoảng đời còn lại của mẹ. Nói cho thấy tội nghiệp. Trời trời trời, cứ khi mình đi nó không cho đi nghe. Con quan gia nó kỳ lắm, nó nuôi thì nuôi không có đàng hoàng, nó bỏ tối ngày vậy đó, nó đi làm ăn nó để mình rơ rớt, nó để mình ngồi hiu hắt, mà mình đi thì nó nói không có cho đi. Bà đi ông đi, người ta kêu ghiêu tôi hả? Ở nhà đi cái gì mà đi, đi vô chùa tu vài ngày thôi vô về nhà chứ không có cho đi. Đi người ta kêu ghiêu tôi, người ta nói mày có điều kiện cha mẹ mày làm để tiền của lại cho mày, bây giờ mày không nuôi mày đẩy vô chùa cho mấy ông thầy nuôi. Nên mình nói con ơi, con đừng có nghĩ mấy điều đó, miệng đời mà ta muốn nói sao ta nói con à. Con hãy nghĩ vì cha vì mẹ, vì niềm vui của mẹ cha muốn đi con. Nếu sau này khi con già mà con có một tâm nguyện đó mà con nó không tròn cho con thì sao? Con hãy nghĩ vì cha vì mẹ đi, còn người ta hiểu không hiểu đó là chuyện của người ta. Miễn làm sao lương tâm của con nhẹ nhàng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ muốn ở chùa, đó là tâm nguyện của cha mẹ. Con hãy chiều tấm nguyện này đi. Trời phải năn nỉ nó đó nghe quý vị. Ghê không? Cuộc đời mình tại sao kỳ cục cái chợ, cả đời cực khổ, bây giờ đi vô chùa mà năn nỉ người ta nữa. Có không quý vị? Có. Không cho đi á trời. Có khi đi mà nói thòng thêm một câu nữa. Khỏe vô đó đi. Già đem gì á? Gần chết đem gì á? Nói câu vắng ốc mình. Trời ơi, tao mục tiêu tôi đi tu là để già yếu, thầy ông hộ niệm tao đưa tiễn tao về cực lạc, mày gần chết mà đem về làm gì tí, mày đem về làm gì tí, nói đem về làm đám ma chứ làm gì. Bà biết hồi đó tới giờ tôi đi đám bao nhiêu chưa, bao nhiêu bạn bè gia đình cha mẹ hồi chết tôi chấp điếu bao nhiêu chưa, mà bây giờ cuối cùng bà chết tôi lấy lại chứ, kinh khủng không? Mình nói Ti ơi Ti, sao con đối xử với mẹ như Ti ơi, mẹ muốn giảng sanh mà sao con làm gì hả con, đừng có gì tiền nghe Ti, hiểu không? Nói nó không nghe đâu quý vị, đòi hỏi bị tu chuyển được cái nghiệp hay không, hiểu không? Tu nó chuyển đó, ban đầu nó cho đi cũng được rồi, đừng có vòng vo với nó. Trước nhất mình đi trước đi, người vô chùa đi một bước tính một bước, tính không nổi vô để ông thầy không tính. Hiểu không?
Nó cho đi cũng may rồi, đừng có đòi hỏi nữa. Thì thấy không, trong cuộc đời chúng ta tại sao những cái thứ ràng buộc nó kỳ cục quá trời. Nó tự nhiên sanh con, nuôi con, giờ cuối cùng con quyết định cho mình luôn vậy đó. Nó, ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Bây giờ nó ngược lại đúng không quý vị? Bây giờ con đặt đâu ngồi đó đó. Bây giờ con gái mình nuôi lớn lên rồi, mình nói mà không được lấy thằng này, tao thấy thằng này nó vô côn vô đảng đó nha. Không, vô côn vô đảng là do góc độ của cha mẹ nhìn. Con thấy ảnh không có vô côn vô đảng, ảnh mua đen. Mua đen chứ không phải vô côn vô đảng. Tôi thấy gì đâu mà thằng ông trai tóc tai vàng khè, mà gì đâu sơn móng tay móng chân gì, mặt mày xăm mình tùm lum tùm la kỳ cục quá. Đó là mó thời gian, mẹ quê quá, biết gì chân á. Không có giỡn đâu nghe. Nó đều cho góc độ là đúng hết quý vị. Thôi mình nói thôi được rồi. Bây giờ mẹ, bây giờ nếu không chấp nhận thì có làm sao? Bà không chấp nhận tôi đi theo. Trời ơi, vậy thôi mày cứ đại đi cho tao đỡ quê. Mà cái mặt ra làm đám cưới đại. Tại vì sao? Không gả nó đi theo, thôi kệ gả đại. Thấy không? Phải con đặt đâu cha mẹ ngồi đó không? Kể nó đi rồi biết. Thôi trong cái thời cuộc đó đừng có cãi con. Đừng có cãi con, ghê lắm. Cãi nó cũng đâu nghe đâu, cãi làm gì nha. Nó nên những đức nói là những người còn trẻ trẻ đi đến chùa Le Rai đi, để nó gầy dựng cái tâm trước đi cho nó chắc. Còn ở nhà cứ nghe pháp mỗi ngày hai bữa, sáng tối câu ai Phật niệm đến cùng, buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, đăng ký vào cái trang chân thành niệm Phật VLT. Hiểu chưa? Đăng ký. Còn mình bữa nào cũng nghe, không những đức giảng cái gì nó gần gũi nghe quý vị, nghe nó cởi mở tâm tư vui á. Nó có nhiều cô mà nó to ở nhà nghe thầy giảng mà cừ quá trời cừ luôn thầy vô. Không, giờ này có nhiều người ta đang cừ á, ngồi ở đâu mà ta đang cừ á, nước ngoài đồ ta đang nghe, ta đang cười đó quý vị. Nó ngộ thay mình nói chuyện tự nhiên ta cười mà nghe, quý vị thấy không, ngồi hoài không đi được luôn á. Nghe hoài đi không được. Có nhiều bà nói trời ơi bác tiểu muốn chết luôn mà sao không chịu đi. Nó nói với quên mất tiểu luôn quý vị. Ngộ lên mà nó lạ lắm quý vị, cái cách giảng tịnh độ nó thu hút ngộ ghê á, hiểu không? Nó những đứa phân tách gì đó để cho các cụ mà về đây nè, lễ lọc các cụ suy nghĩ đi, quyết định cho nó mạnh mẽ. Có nhiều bà tội nghiệp thì ghê, trời trời bà muốn vô chùa bà ở. Mà bà nói rằng bà hẹn 2 3 năm nữa mà hỏi bà nhiêu tuổi bây, bà nói mới 78. Những đứa nói trời ơi bà mới 78 rồi, trời ơi trời. 78 mà bà cứ hẹn 2 3 năm nữa tôi nghĩ cho bà đi Singapore. Nó nói thôi được rồi, bà mới 78 còn trẻ quá. Bà cố gắng đi chồng tuổi bà vô. Nó đại câu gì phút cho rồi đi. Chứ giờ bà hẹn lần hẹn lựa bà vô không có được. Muốn vô mê lắm mà vô không được. Nó cứ là dính gia đình. Bây giờ xả đi, xả gia đình đi. Có nhiều người gì nè. Trời ơi thầy ơi, vô chùa thì cũng thích. Nhưng mà thấy mộ mà mồ mả ông bà không ai dạy cỏ. Trên bàn thờ không ai thắp nhang. Ruộng vườn xung quanh không ai coi. Thôi mệt quá bà ơi bà. Bây giờ bà chết rồi, rồi cuối cùng nói làm sao? Nó cũng là như vậy, nó sinh tồn là như vậy thôi. Hiểu không? Cứ tùm lum chuyện để mà không giải quyết. Bởi vì tổ sư nhắc, ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đỡ cho sống biết chừng nào sống. Thấy không? Chờ đỡ làm có xong đâu. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, thấy không? Bây giờ thí dụ như trong cái cuộc đời này mình nên xác thực đi quý vị. Ví dụ như giữa vợ chồng mà sống nhau làm nhau đau khổ te tu tả tơ chứ. Bây giờ hai bên nói rằng không sống nữa, mình thấy cái mồi đặt lên bằng căn phân tách kỹ đàng hoàng. Nói sao mà sống như toàn là khổ, không gặp nhau chửi quýnh nhau ầm ầm ầm. Vậy là sống làm cái gì với nhau mà sống chỉ kỳ cục ấy, đúng không? Mình suy nghĩ cho thật kỹ. Thật sự mà nói nếu sống với nhau mà hạnh phúc thì sống. Còn sống với nhau mà khổ đau sống làm gì? Tuy biết rằng con ơi, mẹ cha xa nhau thì con cũng không muốn. Có đứa con nào mà muốn đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha đâu. Nhưng mà con à, trong cái cuộc đời này nó có những cái duyên nghiệp mà mình không muốn nó cũng phải đến. Mẹ thấy rằng đến với nhau mà không có hạnh phúc gì, toàn là làm nhau đau khổ không à. Mà con thấy không, bây giờ dạy con dạy cũng không được luôn. Từ cái hành động của cha mẹ mà không dạy được con. Thôi con à, để cho thằng Tèo với thằng Tí nó đi theo cha, còn con Mét với con Màng theo mẹ.
bên nào nấy lo cho bên nấy. Còn con cứ yên tâm, mẹ từ hôm nay không có nhìn thằng nào nữa đó. Mẹ đã hiểu rồi con nè. Nhưng mà sống trong cái gia đình này, cha mẹ không có thuận thảo, cứ ngày nào cũng cự lộn cự lão, chén bát bay tùm lum. Thôi mẹ muốn yên cái nhà này, thà mình cực khổ nuôi con phức chứ rồi, còn sống thì bắt tay vào để lo cho gia đình. Từ hôm nay cái gì giải tỏa đi, không có gì, có những việc mình nên ngồi xuống nói rõ ràng quý vị, nói rõ cái đi. Trời ơi, chứ cái chuyện mà vợ chồng tôi với anh mà cứ sống nhau hoài, hoặc là tôi với em cứ sống gì hoài, mình sống kỳ quá, ngày nào tôi thấy nặng nề ghê, tôi đâu có muốn cái gia đình gì đâu. Mà tại sao vợ chồng mình sống nhau nó kỳ cục gì? Phân trành kỹ ra đi. Tôi nói tôi đúng, em cũng nói em đúng, cuối cùng đúng. Hai vợ chồng mình không có ai chịu ai sai chứ, vì làm sao được. Bây giờ muốn sống với nhau, anh sai rồi. Ê, nói câu cho ngon, anh sai rồi. Ê, hiểu chưa? Mình sai rồi thì hoàn toàn đừng có phân trành. Sai rồi thì cái gì cũng sai. Nó, em có tha lỗi cho anh không? Tha. Anh sai rồi em. Tha rồi thì mình sai hết đi. Cái gì tôi cũng sai hết thì tức khắc hòa. Nhưng mà cái gì cũng không, tôi không sai, bên kia không sai thì đúng. Thấy chưa? Toàn là không chịu sai. Hoặc là muốn hòa thì ngồi xuống bắt đầu phân trành chút nghe. Bắt đầu nói: tôi thấy cái đó anh không có được, không có được, bà không có được, không có được. Nó, ủa, cái này là giải hòa hay là cự lộn nữa? Chuyên gia luôn. Đã là muốn giải hòa thì sai là sai hết đi, đừng có nói cái gì mình đúng nữa chứ, thì hòa liền à. Còn có cái điều phân trành là tôi không có sai, thì là nói một chút là có chuyện nữa. Cái này là những đức nói cho quý vị biết, cả trong chùa mình những đức xử lý hai bà kình lộn. Hai bà nói nhờ thầy xử lý giùm cho hai chúng con hòa. Xong á, những đức nói chuyện một chút, hai bà mới nói: chị thấy không, tôi nói cho chị, bây giờ chị em mình sẽ giải hòa, nhưng mà tôi nói chị ích kỷ nhỏ mọn vậy lắm. Cái chai xà bông của tôi mà chị nói chai xà bông của chị, đâu dép của tôi mang mà chị nói đâu dép của chị. Những đức nói: ủa, đến đây giải hòa hay đến đây cự lộn nữa hai bà? Trời là trời, giải hòa nhờ tôi làm trọng tài mà cuối cùng đến đây đấu nữa à. Bây giờ tôi nói cho nghe này, chai xà bông này của ai? Của tôi. Tôi mua là của tôi, không có của ai. Dép này của ai? Của tôi. Tôi nói một chút nữa tôi kêu đồ này của tôi luôn bây giờ chứ, cho mà biết. Vì coi đúng là nuôi con người cái này cũng hay nghe quý vị. Cái gì mình cũng mua hết chứ. Cái gì mình cũng mua. Vô chùa là của mình hết. Tại vì họ không có để tiền riêng để họ mua. Cuối cùng mà nói đồ của ai, nói đồ của tôi. Nó cho mà biết đó, cái gì cũng của tôi chứ cả. Thì thấy không, giải quyết vấn đề xong liền. Chùa mình đặc biệt có một cái là không giữ tiền bỏ trong túi. Thiếu đồ những đức lo hết trơn, nên cái gì cũng của những đức, nhưng không có đụng được. Chứ gặp mà mỗi người mà để tiền trong túi riêng đi mua đồ là họ chắc đồ của họ. Kìa, có bà già mới chết kìa. Trời, tụi đó giờ lâu thế ghê, mới thấy là tình trạng này. Tính ra cũng 9 năm. Hồi xưa trên Đà Lạt thì có nhiều, nhưng mà 9 năm xuống đây mới thấy là trường hợp này. Bà cụ bà mắc, con bà vô cho bà cái mền cũng đẹp lắm. Bởi vì Đức nói với mấy người con, thiệt đói có mua cái gì cho họ là giúp họ. Tại vì họ chấp con, nên cuối cùng cho họ cái gì họ chấp của. Của con tôi cho, ghê không? Ít bao giờ cho mà cho một cái là chấp cứng ngắc luôn, ghê lắm quý vị. Cuối cùng bà mắc xong quý vị, à, đâu tuần sau thì mấy cô chăm bệnh mới lấy cái mền của bà giặt đồ xong hết trơn, đưa cho cái bà già kia đắp. Mấy không? Tối 12 giờ khuya bà về, bà đứng bà nói nè: trả mền cho tôi. Cái bà đắp mền, cái gì trời, trong giấc mơ mà nó cảm giác ghê gì đâu mà: trả mền cho tôi. Nghe mình nghe mà những đức nói mà quỳ còn ốc phát, nó nổi lên thấy ghê không? Bà kia nghe mở mắt ra: trời ơi, chị đâu mà đứng đây chị? Trả mền cho tôi. Sáng mà giật mình thức dậy, bà đeo cái mền bà đưa lại cho cái cô mà đưa mền, bà nói nè: trả mền cho tôi.
Trời là trời. Hồi tối bà cụ choi bà về. Bà về bà đòi cái mền. Cái mền này cô đưa cho tôi, mền của ai? Nói mền của bà. Mền của bà. Vậy bà về bà đòi là phải rồi. Trời ơi, bà về bà đòi cái mền. Kinh không quý vị? Sáng hôm sau lỡ nói nhà Đức nghe, nhà Đức lỡ ngay cái giường bà, ngay cái chỗ ăn cơm mấy người già yếu ngồi ăn á, thì bà chưa đi là chắc chắn cái giờ ăn cơm là bà lỡ bà ăn cơm chung. Lỡ ăn cơm chung là chắc chắn. Dù như có những người ngồi gì mà đau chân quá, mình cái chân mình đưa lên giống như chùm hổm vậy đó, cái áo chàng mình đắp lên cái mình dò nó đỡ đau, nghe chưa? Chứ có khi ngồi lâu nó cũng đau, tại vì nó sát quá không có thẳng được, thẳng thì đạp cái mông người ta không có được. Nên á, thì thế nào bà cũng đi đến cái chỗ mấy bà già yếu ngồi ăn cơm mà, hiểu không? Mình những Đức lợi, những Đức nói, những Đức vỗ cái bàn bích, bà chọi, bà niệm Phật mà bà không chịu giảng sanh, nhưng mà về đây bà đòi mền chứ, chọi. Nói cho trong trời dưới đất, hiểu không? Nó thấy nó đại, chứ mình có thấy bà chọi đâu đâu mà nói nó đại đâu. Mình nghi ngờ quá khu vực này, tại bữa nào bà cũng ngồi ăn cơm đây rồi nghi ngờ với khu vực này thôi chứ gì đâu, chấp mà, chấp là ở đây chắc chắn rồi. Bà hôm nay nó nói bà đòi mền, nó tôi nghĩ hồi hướng cầu siêu cho bà luôn, cho bà biết. Bà đùa phải không? Bà muốn cái gì bà lại gặp tôi nè. Mấy bà già chắc cũng xanh mặt xanh mày, mấy bà già bà sợ như Đức. Không mà người như Đức nói thì hưng linh ta nghe, kỳ cục với quý vị, tại nuôi người ta mà, ai mà nói với bà được, trong chùa ai nói ai được đâu. Những Đức nói là im re đó, không phải giỡn đâu nghe. Mấy bà già mà phải gặp những Đức một cái là chào thầy mừng lắm. Mà bả mới diện Đức là bả. Hiểu không? Vậy đó. Thì cuối cùng bị lỡ nói một tiếng, nói gì đó hôm nay 12 giờ khuya bà lại bà tìm những Đức. Xong tối mắt tiêu không dám. Từ đó sao mắt tiêu. Những Đức kêu đem cái mền bả cho người khác đắp, tới coi bả dám không. Đưa cho cái bà già khác đắp, bà già khác bà không biết. Cho biết đố bà dám đắp luôn. Dạ các bà đâu có biết. Đưa cho bà không biết đắp, thì bà này có đi đòi không? Chứ mấy bà dạng chùa biết cái chàng bà đâu có dám đắp. Ngộ ghê. Thấy không? Đưa cho đắp cho mình hỏi hồi tối có gì không? Có gì là có gì thầy. Hồi tối có gì lạ lạ không? Nó dạ tối ngủ ngon lắm, có gì lạ thầy ơi. À chị đừng ngủ ngon là được, không có gì lạ đúng không? Ừ vậy cứ tiếp tục, cứ vậy mà xong. Nói trời ơi, đi qua tự nhiên cái bà già bà kêu với cô lên đó. Ủa cô, là như thầy không lo, làm như tôi thấy ông thần kinh nó vậy cơ. Xong là ông nói, ông hỏi cái chuyện gì nó không vô đâu vào đâu chứ mà. Tự nhiên ông hỏi kỳ cục, mà mình hỏi thì mình biết. Nhưng mà bà đâu có biết cái chuyện hỏi của mình mà mình cũng đâu có nói ra. Cái mền này là của cái bà chết. Mà nói bà không dám đắp cái mền á, hiểu chưa? Nó rồi từ nó mình thấy bà yên rồi, rồi xong. Tới bên này im re, không dám ho hé luôn. La một phát một im re, chắc đi mất tiêu. Hiểu không? Không mà mình nói mình làm thiệt. Nguyên ngày đó mình kêu á, là cả chúng hồi hướng cho bà, để mà nhờ cái quay lực của đại chúng hồi hướng cho bà siêu thoát liền. Chắc bà đưa bà đi luôn, tiễn bà về thế giới bên kia. Thấy chưa? Nhà Đức nói vậy nghe. Ở trong chùa mình á, là cao thủ lắm. Tại vì sao? Vì chùa nhiều người tu. Mình lỡ yếu yếu đi, mấy vị chỉ cần về báo cho người nào biết là nói với thầy Đức tôi chưa đi được, nói một tiếng thôi là ngày mai những Đức tập trung hết nhân lực. Tập trung hết nhân lực luôn, nghe, dùng hết công lực tu quý vị, những Đức cũng kiếm miếng à. Để đi, hiểu chưa? Là đi liền à. Tại chùa mình nhân lực đông quá. Chứ ở nhà có mấy đứa con đâu có tu nhiêu đâu. Nó đẩy thì nó đẩy mình đi xuống dưới. Đẩy đi xuống dưới thì có. Tại vì nó sát sanh hại vật, nó đẩy mình. Nó đẩy ở đâu không? Nó đẩy cái đỉnh đầu mà nó nhặn xuống, lọt xuống tuốt ở dưới, xuống giam phủ. Hiểu chưa? Còn đây người ta nghe bay lên luôn à, cho mày biết ngon lắm ha, mấy bà cụ ô. Thấy chưa? Mà con... Nên những Đức nói với mày, dù ở xa xôi gì mày cứ niệm Phật đi. Có cái bà cụ ở ngoài Phú Yên mới hợp, bà ở nhà bà niệm Phật, bà chăn thật, bà nghe những Đức giảng bà niệm Phật. Bà tu đâu 10 năm, vì tin thì dí ông âm mới hợp. Chiến này dí ông âm mới có bà nào giống bà đó không?
Bà vô bà lại 4 ngày, bà lại không rồi quý vị. Tự bà vô phòng hộ niệm bà nằm luôn. Bà vòng vo chứ. Vô phòng hộ niệm nằm luôn. Bà ở nhà bà trời bà niệm Phật 10 năm nhưng bà biết ngày giờ sao ngủ tới ghê. Quý vị biết bà viết di chúc sẵn giấy tờ bà để sẵn rồi tang lễ bà làm sẵn cho con bà. Chứ. Bà nghe thức giảng bà làm sẵn hết luôn. Ngộ ghê á, rồi xong bà lại 4 ngày xong bà chui vô phòng hộ niệm bà nằm. Nằm trong đó vậy. Lợi kêu bà cụ ơi cụ sao bà nằm đây hoài bà cụ. Nói tôi sắp đi, trời đi đâu. Bà ở đâu mà vô đây đi. Nó Phú Yên. Nói trời. Bà biết những đức hả? Nói biết 10 năm rồi. Trời ơi biết 10 năm. Bà biết tôi sao tôi không biết bà. Vậy mà vô nó phòng hộ niệm. Xong 2 ngày sau yếu. Yếu xong hộ niệm. Hộ niệm 10 mấy tiếng sau đi luôn. Ghê chưa? Nên cái viêm ngầm mày hởm bà cụ á. Rồi xong rồi con cái vô. Hồ niệm xong hết trơn con cái vô định đưa bà về. Rồi xong rồi định đưa bà về. Mà bả thì có cái di nguyện là bả nhờ những đức phải lo. Ghê không? Nghĩa là bả nhờ những đức phải lo. Trước khi mà bả chưa chết, bả tỉnh táo ngon lành luôn. Bả có đâu 5 triệu với 4 chỉ vàng. Bả đưa thầy những ăn. Nói thầy, thầy giúp giùm tôi trực tiếp đưa cho thầy đức, là nói rằng nhờ thầy tôi đã nghe thầy giảng 10 năm nay rồi, tôi nhờ thầy lo hậu sự giùm cho tôi có tâm nguyện chết ở trong chùa và được thầy đức ông lo cho. Ghê không? Kinh khủng không? Xong thầy ăn đưa cho thầy đức, nói thôi bây giờ thì nhận cái tấm lòng mà đi. Mà để con cái vô trình cho con cái người ta nghe rõ ràng. Chứ mình cầm bậy bạ người ta nói tưởng đâu mình lấy 30 cây vàng của bà chết nữa. Hiểu chưa? Hôi trời, trong cái cuộc đời này cái gì cẩn thận cái gì. Nguy hiểm lắm chứ không phải vậy. Nuôi người với kinh nghiệm. Hiểu không? Nó phân tách rõ ràng, kỹ lưỡng. Rồi xong bà mình tưởng là bà chưa đi. Rồi bà đi. Bà đi cái nhà đức nó thôi. Vậy cái của bà cũng dường như tiếp nhận liền đó. Tại vì tiếp nhận liền cho bà dính vô ngôi tam bảo liền quý vị. Chứ không thôi mà bà còn đó mà mình chưa có nhận thì tội nghiệp cho bà. Nó thấy bà yếu thôi nhận liền. Đây là của bà cúng tam bảo nhận liền cho bà đấy mà. Lúc bà còn sống này tròn cái nguyện bà luôn nghe. Rồi xong đâu vào đó hết đàng hoàng hết trơn. Cái bắt đầu là hộ niệm cho bà ra đi nhẹ nhàng đây đâu vào đó hết. Sáng mai con cái vô là lúc đó là bắt đầu là nó đến là nó định làm. Là xong hết trơn là nó sẽ đưa bà về nó làm đám ở nhà. Là ngược cái nguyện bà nữa thấy chưa. Không giống cái nguyện bà. Mình nói tại bà cộng tu mà cũng không có dễ. Con cái ta muốn đưa về tình lý ta nói tùm lum sao mà xử lý đây. Rồi cuối cùng những đức kêu nó qua nói chuyện đức thôi tùy bà, bây giờ coi cái duyên phước của bà sao để gặp mấy đứa con này tôi nói chuyện cho nó vô được không, chứ bây giờ gặp mấy đứa kênh thì mình chịu thua thôi đúng không, chứ mình lẽ mình đi phân trành cái gì. Mình gặp nó mình nói chuyện thấy mấy đứa con nó cũng ngoan cũng được nghe mình đầu tiên mình cũng diễn chút xíu mà kêu nó qua mình ở bên phòng mình ngồi niệm Phật một chút, mình kêu mấy chú bắt nó đứng. Mấy chú nói ủa sao thầy cho mấy đứa này đứng kỳ, hồi xưa giờ đâu cho đứa nào đứng đâu mà sao cho mấy đứa này đứng kỳ. Nó tại mấy đứa này nó lạ, người lạ mà cho nó đứng để nó phải thấy cái quay phong của mình phải giữ hơn, hiểu chưa? Cái xử lý nó chứ quen rồi thôi dễ quá đúng không, lạ mà bắt đứng gặp thầy không phải đơn giản đâu con. Sau bắt đầu là kêu mấy chú luôn, nói là mấy chú cũng đứng luôn, nói ừ đứng luôn, đứng ở chân cái đường đi rồi đứng ghê gớm rồi chút nghe, đứng chắp tay rồi cho nó thấy ông thầy này cực kinh lắm chứ không phải người tầm thường phải không. Mình qua mình bận bộ đồ bình thường mình đi mình sẹt sẹt vô nó nhìn nó chào lúc này. Nó là nói mấy chú là nói với nó là đứng chừng nào thầy kêu ngồi mới được ngồi mới có. Mày đờ mà sợ đâu có biết gì đâu, đứng im gu xanh mặt xanh mày gung tưởng đâu ông thầy này bự con rồi ghê gớm tướng bự con được không, đi vô nhỏ xíu lùng xỉnh đi. Con của bà đứa nào nấy cao cao cơ mà. Mình đi vô nó thấy mấy này bự cũng ngán. Kệ đi đại vô đi. Đâu đi vô kênh vô mình nói ngồi xuống đi con. Mấy chú bước vô nói thầy cho ngồi đi. Xong nói chuyện qua lại chúng nói con có tâm nguyện đưa mẹ con về đồ này kia đâu để làm đám nhà chôn đồ này kia rồi ông bà tổ tiên nói à được. Này bình thường đấy, cái gì cứ vậy mà làm thôi. Nhưng mà những đức nói vài câu cho nghe. Bà mẹ bà có tâm nguyện gì đó
Hồi xưa kể câu chuyện mà có cái bà trong chùa, bà có tâm nguyện là mắt trong chùa được thầy lo, nhưng mà cuối cùng con cái nó đưa về thì đưa về tốt, con cái có hiếu mà đâu có gì đâu. Nhưng mà tròn cái tâm nguyện của người chết thì thật sự nó cũng không đơn giản. Nói câu mặt mình trầm chứ không đơn giản. Không tròn tâm nguyện người chết là không đơn giản. Nói mặt mắt nhìn xuống buồn, không đơn giản. Mà nói câu vậy nó mới sợ nghe. Nó hỏi: dạ thưa thầy, không đơn giản là sao? Thật sự mà nói, tôi cũng không muốn nói những điều này. Dạ thưa thầy, thầy nói giùm. Mà thấy vô à, thấy vô vậy, thấy nó ngán rồi, nó ngán rồi, không xanh mặt rồi. Không đơn giản là sao? Hôm nay không muốn nói những cái chuyện bí ẩn này, thầy này là thiên cơ bất khả lộ. Thầy khó quá, thầy quá khó. Con đứa con quỳ xuống liền, quỳ xuống xin thầy chỉ bảo giùm. Nói, quỳ cao lên. Quá chảnh mà nó chảnh dữ, quỳ cao lên. Cuối cùng nó quỳ cao lên, đúng không? Nói, có bà cụ tâm nguyện như vậy, của con cái không làm tròn tâm nguyện bà, cuối cùng bà bẻ cổ tìm hai đứa trong nhà chết queo. Cháu là cháu ghê vậy thầy. Kinh khủng quá. Ờ thôi cái này là nói nhỏ thôi nghe chưa, cái chuyện này nó không có đơn giản chút nào nghe chưa. Ghê lắm. Tại vì cái người chết xong mà không tròn tâm nguyện họ là họ thành quỷ. Thành quỷ đó chứ quá giật. Nhưng mà đúng đó quý vị, không tròn tâm nguyện họ là họ họ quán thù là thành quỷ chứ sao. Mới chết thì làm ma, qua 49 ngày làm quỷ. Hiểu chưa? Thì nói là đúng chứ không có sai. Thấy không? Nó bẻ cổ một phát một. Mà vì sao hồn mà bẻ cổ được người sống, họ nhập vào cái người khác, họ bẻ cổ người này chết chứ sao? Trời ơi, thì ghê vậy thầy. Bây giờ con phải làm sao? Thì làm sao thì gia đình muốn làm thì cứ làm. Nó không thầy, con nhờ thầy. Thấy không? Thầy chỉ sao con nghe vậy hết trơn ơi. Tôi mà nói một tiếng mà không nghe là chết liền chứ không có giỡn. Rồi là lo cho bá đàng hoàng hết, đưa đi thiêu đâu đó, tròn tâm nguyện luôn, đúng không? Phương tiện nhưng mà giúp được người ta tròn cái nguyện, thấy không? Phương tiện mà lại giúp người ta tròn nguyện, nó gọi là phương tiện thiện xảo cho nhà Phật dạy, thấy không? Tại vì cái nguyện của bả mà mình hết lòng. Còn mình mà gặp mà vừa gặp một cái là thấy mấy đứa này là đúng là nhất xiển đề là mình không đụng được. Gọi là thiếu thiện căn, nói không nghe thì mình không đụng, đụng là thành quan gia với mình nữa mất công. Thôi để cho mày xử lý bả đi, đúng không? Còn mình vừa gặp một cái mình nhìn mặt mình biết à, xử được. Hù tớ luôn, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà phải không? Mình vô chùa là lợi ích lớn. Mà cái công phu ở nhà tiêu nghiệp 10 năm niệm Phật, chết vô chùa chết đó. Không phải ở chùa mà cuối cùng vô chùa chết mà được lo ngon lành luôn. Đặc biệt không? Đó. Mấy vị thấy có mấy cái đám mà nhà chùa làm, mấy vị thấy đưa lên mạng, mấy vị thấy, mấy vị coi không? Trời ơi gì đâu mà quan hỷ chết thấy ham đi chợ. Đó. Đưa đi gì đâu mà đám cái đám, cái đám người chết mà còn hơn là đám cưới. Đưa đi gì đâu mà phát tài gì đâu mà vui gì đâu mà bị coi không có một giọt nước mắt. Nhà Đức nói làm sao khóc được. Mấy đứa con người ta vô nói trời ơi thầy sao ngộ thầy, thầy mẹ con chết mà không có khóc giọt nước mắt được luôn thầy. Hồi xưa ba con chết tôi khóc trời không tối mày tối mặt luôn, khóc mà mưa bão bùng luôn, ghê thiệt chứ. Mà mẹ con chết không có giọt nước mắt. Nhà Đức nói tại sao ba anh chết mà anh khóc nhiều biết không? Tại ba anh đọa lạc. Nói, trời, đúng rồi, đọa lạc khổ mới khóc. Bây giờ những Đức hỏi vì địa ngục ngạ quỷ súc sanh phải khóc không? Khóc. Còn bà này mình có khóc là vì sao? Bà không có đỏ, mà bà còn đi đến cảnh giới tốt lành nên không có khóc được. Mà nhiều người toàn là niệm Phật không sao mà mình khóc. Hay chưa? Câu Phật hiệu thì thấy hay chưa? Không khóc mà đưa đám đi ai cũng gì nè. Đặc biệt ghê. Gặp những đứa tiếu ở đó những đứa làm nè. Ai cũng mắc cười. Tụi những cái đám đưa đi gì đâu mà nó vui gì đâu. Nhất là mới cái đám mới đây mà ngày chủ nhật nè, quá trời đông.
nó sau này ở đây vòng hộ niệm này mới giữ dằn. Không mà số của mình đó nghe, đi đến đâu là người ta chết rầm rầm. Kỳ cục tới ghê. Cái đợt đó việc đức mới vừa qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm ta đâu có ai chết đâu, ít lắm. Những đức vừa qua mới có một tháng sau vớt ba bà cháu. Mà ba bà đều là nằm hoài không đi, nằm hoài nghiêu ngao không đi, ghen nghỉ hoài. Những đức vừa qua cái là nói mấy câu tháng nó vớt ba bà đó luôn. Ngộ ghê. Không có những người người ta ngộ nghe quý vị, người ta lợi người ta thuyết pháp á, quan gia trái chủ buông người ta ra người ta đi liền nghe quý vị. Còn nếu mà không nghe pháp người ta chấp hoài, người ta không đi nổi, khổ đau hoàng hoại, hiểu không? Mà có những người nặng quá thì cũng không đi được, cũng lâu lắm chứ không dẫn đâu. Nhưng mà cái duyên đến lúc tự nhiên mình cũng may, mình vừa đến mà nói có mấy câu ngẫm của tội. Chứ thiếu có một cái là mình đi đến đâu mình nuôi người già nhiều quá mà không chết sao được. Bây giờ những đức đi đến đâu thì người già theo ào ào, mà già mà không chết lại sống. Bác cụ mới ngồi, bác cụ già mới ngồi mới coi đầu. Trời trời nghe thầy giáo mê quá trời mê. Tôi thật nghiệp thế kia. Ông nói thiệt, còn nói ông mình lên mình tiếng báo sao nó vui kỳ cục gì đâu, nó vui gì đâu mà trong lòng nó quá trời vui luôn lạ. Bởi vì nhờ vậy mà nói chuyện quý vị mới cười được, chứ gọi mình nó nóng cái chỗ này quý vị mồ hôi nó đổ nè. Ủa mình vậy mà nói vui mới hay chứ, mà viết mà mập mở nó chảy tá lạ bên đó. Như đứng đối với cô đứng nói mỗi lần như thiết báo để như cái thao. Thôi chi thầy, nó mở chảy xuống đem vô chi đồ hủ. Trời ơi, tôi không có những câu nói mà nói bắt chẹt, nó mắc cười lắm quý vị. Nó ngộ, nói nó đâu vào đó, nó dính ngộ ghê á. Vì thấy nãy giờ mình nó tính ra tiếng mấy rồi đó quý vị. Mà ngồi nói chuyện mà nó vui quá trời, thấy không? Mà có nhiều cô ngồi với ngủ gục mà không dám đi luôn. À, ngộ vậy đó, có nhiều cô nó trời là trời sao kỳ cục ghê luôn. Mà con ngồi xuống cái con ngủ gục mà con không dám đi ngoài luôn á thầy. Quý vị biết gì sao không? Thu nhiếp. Cái mạng nhiếp chúng quý vị, nhiếp chúng. Khi mà giảng ra cái là không ai dám đi đâu. Có cái bà kia bà hởm nói trời ơi có một lần con bước con đi té cái rầm. Vì sao thì biết không? Hưng Linh đã quý như đức quá. Như đức thuyết pháp mà ai đi cơ khơ là bị té. Không, cái này nó kỳ cục lắm. Còn cái bà kia đi đến chùa, tự nhiên những đức đang giảng pháp, bà ra ngoài tuốt ngoài khu tăng á, bà ra ngoài đó bà ngồi bà ngủ. Bà ngủ được, đưa cái miệng lên gì nè. Sao em cũng tao, cho em cũng tao quý vị, kể cho mình nghe mấy câu chuyện để mình mới thấy ly kỳ. Nghe mà hết buồn ngủ luôn, mở mắt ra nghe nè, cái câu chuyện này nó ghê lắm. Bây giờ đứa đó là ngồi trong đây là để chắc ăn chứ không có đi ra ngoài đâu chứ nghe. Còn tội nghiệp nhất là mấy cái người ngồi lan can kìa, tội nghiệp thấy ghê luôn kìa, tuốt ngoài nắng. Rồi bây giờ thương mấy người đó, tôi mà có phép là tôi chưởng ngoài đó vài cái liền, thấy không? Không mà mình cái tâm mình dành vậy là người ta cảm thấy là vui lòng ngoài đó đó, ngồi hanh nắng vậy mà ngồi tội nghiệp thấy ghê. Quý vị biết rằng không chịu ngồi trong chánh điện nghe, đi ra ngoài, đi ra sau hè khu tăng ở hậu pháp, ra ngoài đó có cái ghế ngồi ngoài đó ngủ, đưa cái mặt đưa cái miệng lên. Trời ơi, hai con chim nó bay tới. Kinh khủng vậy đó. Một con nghĩa lên cái chén, một con vớt vô cái viên. Thì vì biết phân chim nó mặn. Nó mặn quý vị. Trời ơi, nó nhiễu vô cái miệng ba cái ba chấp. Được rồi. Bà chết. Mình chú bà gờ lên chán. Trời ơi, trời cũng cứ chứ. Gì đó quý vị. Xong rồi nghe. Bà trời ơi, bà nhìn đi. Bà nhìn đi, bà thấy hàng chim, vài chim nào nè. Chim.
chạy vô bà gặp Niên Thiếp, bà nói thầy thầy hồi nãy thầy thiết quá đó. Con trời quá đổ mồ hôi nó ướt mặt. Hồi nãy thầy thuyết pháp giữa chừng con đi ra ngoài kia, con ngồi con ngủ vậy mà hai con chim, một con ỉa vô cái miệng con, một con ỉa lên trán con, xin hỏi thầy có xui gũi gì không thầy? Nhưng Đức nói bà bởi vì xui gũi thì Như Đức có nói, nhưng đến chùa mà nghe pháp ngồi nghe bà gao này bà ngủ, bà thấy chim trong chùa Như Đức nuôi nó ngoan lắm. Chưa từng bao giờ nó ỉa vào mặt ai, mà giờ tại sao nó ỉa vô miệng bà? Là ý nó nói là ông thầy thuyết pháp khô cuốn họng mà bà không nghe, bà ra đây tôi ỉa vô miệng mà cho bà biết. Chị... Ôi cô, ôi nghe. Cho nên sao bắt đầu là nó nói là ôi con xin sám hối thầy, từ hôm nay con không dám đi ra ngoài nữa. Còn kể thêm câu chuyện này mới ghê nè. Ôi là sao quý vị biết á, cái ông này ông đến chùa mà mới đến chùa đâu biết đâu, ngồi nghe nói mấy câu chạy ra ngoài đó ngồi nữa. Ông đang ngủ gì mà ông này khôn ngậm miệng lại. Bà cụ biết nó làm gì không? Chim nó lại làm gì không? Nó vớt lỗ mũi mà ông hai lỗ mổ. Kinh khủng không? Mổ lỗ mũi luôn quý vị. Lỡ mổ lỗ mũi ông luôn. Nó chậu là chậu gì đâu mà chim gì đâu mà kỳ cục kinh trò gì đâu. Nó lạ kỳ gì đâu mà con thì ỉa trong miệng người ta, con mổ lỗ mũi người ta. Mà toàn là mấy bà không chịu nghe pháp, không chịu lên chánh điện tu, ra ngoài nó dứt. Thấy chưa? Cuối cùng quất lỗ mũi ông lủng lỗ luôn. Mổ xong nó bay lên nó kêu chíp chíp chíp. Chọc quê nữa chứ. Ông vô ông hỏi thầy, nó kêu chíp chíp là kêu gì thầy? Nó làm cho tôi biết nói tiếng chim bẩn. Kêu chíp chíp. Kêu chíp chíp thì giờ kêu tôi giải thích tiếng chim nữa chẳng là chẳng. Nói tôi chắc là nói ông đến chùa mà không lo tu đó. Ra nó mổ ông, nó cừ ông đó, nó nói là mai mốt vô chánh điện tu đàng hoàng, ra đây tao mổ nữa. Kêu chiếp chiếp là vậy đó. Trời ơi, nó vui gì đâu mà ngộ mắc cừ còn chết. Còn thêm câu chuyện này cũng mắc cừ ác đạn nè. Chuyện gì đâu mà nhiều quá trời nhiều chuyện. Đúng không? Cái bà này mà nhất là bóng xanh. Khi bóng xanh thì bị biết là chim nó bị nhốt trong cái lồng. Khi thả ra nó mừng quá, nó quá mừng thì nó bay, trậu nó bay mà nó bay dữ dằn luôn. Vì giống như mình mà bị người ta buộc nhốt mình mà người ta thả ra đi, mình chạy trậu là trong mình tha hồn mình chạy, mình mừng quá cho mình chạy về nhà liền, hiểu không? Thì mấy con chim này nó bị nhốt, mình thả nó, mình vỗ tay mình niệm Phật á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chim nó bay tá lả mình. Bà đó bà đưa cái miệng luôn. Nhìn thấy chim bay thì Đức ư kêu là bóng xanh mới nhìn thấy chim bay. Nhìn thấy chim bay Đức hoan hỷ chim bay. Thấy không? A Di Đà Phật. Nó bay ngay nó quất ngay lỗ mũi ba cục cứt. Cục cứt chim ngay lỗ mũi luôn. Xong bà đem y gan gì luôn, để y thính gì luôn. Không mà nhiều người tới về chùa tu sao ta mê tín nó lạ kỳ lắm, nhiều lắm nha quý vị. Gặp nhiều trường hợp mê tín mà kể nghe mắc cười muốn ăn chết vậy đó. Bà để y gan vậy bà không lao. Bà vô bà xin mấy chú là cho gặp được thầy. Không có gì dạo pháp phải có người làm nền cho mình giảng hứng á. Giảng thôi nghe. Xong mới hỏi thầy ơi, xin hỏi thầy, thả phóng sanh mà chim ỉa ngay lỗ mũi có xui gũi gì không? Những Đức nói, nhìn bà mình cũng mắc cười muốn gần chết. Chậu là chậu thì cứ chim nó ỉa lao phước cho rồi đi. Để y tin bây giờ nó khô nó cứng ngắc luôn, hỏi mình có xui gũi gì không? Đem vô cho bằng được mà từ đoạn đường bên kia mới đi qua đây rồi chờ nữa, cuối cùng để nó khô lại luôn.
nó khô cùng cái chim dính ngay lên mũi, khô gan lại, nó chảy ra, nó dính hai bên nó khô. Ở chim ỉa ngay lên mũi có xui rủi gì không? Thấy bà nhìn mà có thấy tội nghiệp. Mình quay qua một bên mà làm nè, mắc cười quá chết luôn. Mình quay lại, tại bên đây thì mình mắc cười chứ mình cười ngay bà nói chồng quê bà. Sao bên đây mình hắt qua nghe, mình hắt qua mặt kênh. Không, chim mỉa lỗ mũi hên. Nó đại cho bỏ mừng. Nó xui là gì? Nó hên. Tại vì sao hên? Vì vàng. Vàng. Nên á, bây giờ bà để cái gì? Từ đây về tới nhà không có lau, nó còn hên nữa. Nó, vậy hả thầy? Trời, quý vị bị thấy không? Mà đi đến chùa nếu mà gặp một ông thầy mà ông chỉ mê tín là dính cả đám mê tín. Thấy không? Tại vì sao người ta nghe lời ông thầy? Nói là người ta nghe. Mà gặp ông thầy mà ông chỉ đàng hoàng là tốt. Mà gặp ông thầy ông nói mê tín là mình cũng tiêu luôn. Xong mình nói vậy xong, mình mới quay là mình nói với bà cụ ơi, những đức mà như bà cụ, hồi nãy con chim vừa ỉa là những đức lao liền. Chứ những đức không có dạy gì để nó khô gan trên cái lỗ mũi mà đi hỏi ông thầy hên hay xui đó bà cụ. Thật sự mà nói, tự nhiên mình đang đứng mà con chim nó ỉa lên đầu lên mũi mình, thì đó là cái điều mà mình cảm thấy mình đã không thích rồi. Ai mà thích ta ỉa vô mặt mình bao giờ đâu. Hiểu chưa? Thì cái việc này chúng ta không cần nói xui hay may mắn gì. Chúng ta tự khéo léo lao liền cắt qua một bên, để cái mặt nó bình thường. Chứ dạy gì để cái cục cức chim nằm ngay cái lỗ mũi con chim mà hỏi hên xui. Không, mình nói vui xong mình mới giải thích cho bà nghe. Bây giờ á, hên xui gì, chắc nhiều đời nhiều kiếp bà cũng từng làm chim. Nói nhân quả liền, bà từng làm chim, bà cũng ỉa vô mặt nó. Nên bây giờ nó làm chim, nó ỉa vô mặt bà quề. Cái chuyện này xui rủi gì bà, thấy không? Đó, giải thích liền thấy không? Giải thích liền cho nghe. Thôi bà cụ bỏ qua bên đi, rồi bà lo niệm Phật đi bà cụ. Trong cuộc đời này cái nhân quả từng quần nó là như vậy đó, chứ không có chuyện gì bỗng không đâu. Nên quý vị nghe Phật Pháp bị nhớ nè. Trong tất cả những cái gì trong cái cuộc đời này chúng ta gặp thuận duyên, nghịch duyên trong cuộc đời này đều là do nhân mình đã từng gieo vào quả mình bây giờ phải chịu. Chúng ta chỉ cần xem vào cái thuận duyên, nghịch duyên đó để nghĩ cuối cuộc đời chúng ta đi về đâu, để chúng ta chọn một con đường, thì đó mới là người thật sự có trí tuệ học Phật. Còn nếu như trong cái thuận duyên, niệm ấm chăn im, nhà cao cửa rộng, chồng thương nâng niu, nhưng mà cuối cuộc đời đi đọa lạc thì cũng là nhất thờ hên, mà cuối đời cực kỳ xui rủi, đúng không? Phải không? Đó. Còn mình gặp chồng nó đánh nó tán bóp bóp vô mặt, mình lo muốn thằng chết, mình cực khổ, mình lo làm vậy mà về nó chửi mình, nó coi mình như ô sin vậy, nó coi thường mình, nó chê mình xấu, thấy không? Nói những câu là mình đau lòng. Nó tao về tao gặp mặt mày tao thấy chát, tao lỡ quán cà phê tao nhìn mấy em còn đẹp, thấy không? Mình thấy đau lòng chứ quý vị, đau lòng chứ. Mình nghĩ ra hết, mình thông tâm liền, mình nói không, phải hiểu ra liền. Đây là con quan gia nó đang kêu mình đi về cực lạc đi. Nó đang chửi mình, nó đang đuổi mình đi. Ở cái cõi này mày sống với tao mày thấy khổ chưa? Mấy chục năm mày làm vợ tao, mày đẻ con mà mày cũng bị tao chửi, mày khổ không? Bây giờ tao chửi mày nè, để mày tìm một con đường giải thoát đi. À, thấy chưa? Lúc đó mình nói trời, công nhận con quan gia này nó giúp mình nghe. Tuy nó chửi mình nhưng mà nó giúp mình. Nhờ nó chửi vậy mà gặp cái chị ba sẹt. Thì ngủ mà đi đến chùa Hộ Pháp gặp thầy Nhân Đức. Nào, ba sẹt. Từ nơi đó mà bây giờ mình thông được cái tâm mình. Thuận duyên cũng phải tu. Vì sao? Vì trong cái thuận duyên này được bao lâu mà không tu? Dù có niệm ấm chăng im gì đi chăng nữa thì mai mốt cũng phải xa lìa khổ. Chỉ có tu về cực lạc mới giải quyết vấn đề sanh tử, đúng không? Cái này là sắp sửa vô đề kết thúc rồi nè. Kết thúc rồi nè, thấy chưa? Kết thúc phải có hậu. Chứ nãy giờ vui không là vô thường lắm, thấy không? Một ngày nào cũng phải ra đi. Bây giờ kết thúc nè, là bây giờ nhìn trong cảnh thuận và nghịch đều tu hết. Thuận cũng tu mà nghịch cũng tu, giàu cũng tu mà nghèo cũng tu, thấy không? Đó. Chồng thương cũng tu mà chồng bỏ cũng tu, vợ thương cũng tu mà vợ quýnh cũng tu,
Có không? Có đàn ông bị vợ đánh không? Có. Nó đánh tá lả âm binh luôn. Chưa đi kể câu chuyện đàn ông bị vợ đánh cho nghe. Bây giờ sắp sửa hết giờ rồi, biết không? Đó. Bây giờ là chúng ta bây giờ phải quyết định tu. Bây giờ gặp nhau trong cuộc đời này, chúng ta hứa hẹn với nhau, gặp nhau trên cực lạc, còn ở cõi ta bà từ hôm nay chúng ta không khổ nữa. Có nhận không? Không có khổ nữa nghe. Nhớ nè, một nụ cười và 10 thang thuốc bổ tuyệt đối hôm nay, miệng như thế nào cũng cười. Đúng không? Hô cho tôi mà còn cười hoài á bà. Hiểu chưa? Đó nên không có khổ nữa nghe quý vị. Từ hôm nay không có nhăn mày nhăn mặt nữa. Đi đến đâu gặp duyên sao cũng thuận tâm, chứ không có nghịch lòng. Chứ không có cái tâm mà không vừa lòng không vừa ý. Một chút ga ăn cơm, người ta đưa nhầm cái hộp cơm, có mấy hộp cơm. A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Chứ sao? Đó, mình đều vui hết nha quý vị. Cái tâm như vậy thì quý vị đi về chùa đi, trời ơi nó an lạc. Trời ơi nó an lạc gì đâu. Hiểu chưa? Đó, rồi xong nè, bắt đầu là mình đi vặn chút, thấy không? Mình phóng sanh cũng đi thực. Rồi xong mình về ăn cướp. Rồi xong mình đi ngủ. Đừng sướng không? Xong đi ngủ thôi, thấy không? Chiều trưa nay 1:30 tiếp tục. À, nó rồi xong tối bắt đầu la nha. Quan Thế Âm Bồ Tát, không tội mà đặc biệt lắm nghe quý vị, đặc biệt lắm. Bữa nay một ngày đây là chùa mới kết duyên đúng không? Tương lai mình có thể về đây ở. Ngày mai Đại Tùng Lâm, thổ Đại Tùng Lâm hoàn cảnh rộng rãi, nó tiếp tục qua bên đó nữa, hiểu không? Cả ngày tôi bên Đại Tùng Lâm, ngày mốt hộ pháp. Chuyến đi quá đặc biệt. Cảm ơn Hòa Thượng xây chùa. Chùa Thượng xây quá lớn, chùa bự, chùa đẹp. Đi về được 3 chùa, 3 ngày. Thấy chưa? Bà cụ này không mê à. À, bà cụ này chưa, thấy nào bà cụ này cũng vô ở. Nghe không? Thấy bà cụ này kết bà cụ này liền đó nha. Nè, thấy chi mà kết với bà sùng sồn này thì kỳ chứ kết bà cụ này được nè. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị. Rồi chúc vị an lạc nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức ngày hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta về đây để tối hôm nay lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay chùa mới bên đây. Tất cả chúng ta về đây mình vừa được niệm Phật, rồi xong rồi mình nghe chia sẻ Phật Pháp, xong giờ này chúng ta ra phóng sanh và cúng tế thực nghe. Nên người còn sống của chúng ta thì thường mình cái ăn cái uống đó mình quan trọng lắm. Khi chết rồi thì có những người đã chưa siêu thoát như Hương Linh thai nhi rồi đó, họ còn chấp cái ăn uống dữ lắm. Nên khi mà một cái nghi thức, một cái lễ gì đó mà mình cúng cho người ta đồ ăn, đồ uống nhiều gì, người ta mừng lắm. Mà nhất là trong một cái đạo tràng tu nghe Pháp nãy giờ, mình vui người ta cũng vui lắm. Rồi mình niệm Phật, mình hồi hướng cho người ta, công đức nó lớn vậy lắm. Nên chư hương linh mà từ cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình, người thân mình hay hương linh thai nhi, và những người trong nhà mình chết oan chết ức, uống thuốc sâu hay là treo cổ tự tử hay dùng cái cách gì mà chết đoản mạng mình, khổ lắm. Từ nơi đó mà giờ mình về đây tu, họ về đây nè, họ nghe Pháp họ tu, mà cái công đức niệm Phật nó bao trùm chư hương linh lại, chư hương linh vui an lạc dữ lắm, tung tăng vui. Rồi ra đây mình cúng tế thực mà nhờ cái quay lực của đạo tràng tu gì mà hồi hướng cúng với người ta đó, ta hưởng lớn dữ lắm quý vị. Nên nhiều người phụ nữ ở đây cũng mang cái nghiệp phá thai nè. Quý vị biết rằng là những cái thai nhi nó khổ dữ lắm, gọi là du hồn, nay đây mai đó, buồn lắm. Mà bây giờ quý vị về đây tu là họ cũng được về đây, họ ở đây họ tu. Rồi mình cúng tế thực gì họ ấm áp cõi lòng họ dữ lắm, họ thấy mình thương người ta, hiểu chưa? Nên mỗi lần mà như Đức hồi hướng cho hương linh thai nhi là ta tung tăng ta mừng, vì người ta nghĩ mình còn nghĩ đến người ta.
như bản thân mình mà ai mà nghĩ đến mình mừng lắm, thì hương linh cũng vậy thôi. Nên từ nơi đó mà mình đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu ở đây nè, cả buổi này nè, và cũng đi thực phóng sanh, mình nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ ngày xây chùa mà mình được đến đây mình tu, nên nguyện cầu cho Hòa Thượng có sức khỏe, chủ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, nhờ cái công đức phước duyên này mà thân tâm thường an lạc, biết tiếp nhận Phật Pháp, biết tu tinh sâu nhân quả, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức sáng suốt biết nương vào bổ nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Hay chư hương linh thai nhi, thôi giờ các con buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi, nếu như quan gia mà cứ kết hoài thì đời đời kiếp kiếp khổ đau. Bây giờ chúng ta nghe được Phật Pháp, các con nên hóa giải cái tâm hận thù để mà hướng về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến tập phương những tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đám cô hồn chung ngã kim tế nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lộn lắng ta bà ha, án mộng lộn lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhật ra hồng, phá việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. À, cái công đức phóng sanh rất là đặc biệt, thù thắng rất là lớn. Nên tất cả những người chúng ta sanh đến cái cuộc đời này, quý vị thấy rõ ràng, có những người ta mạnh khỏe, cao ráo, đẹp, sống tốt, vui. Còn có những người tại sao lùng lé hôi xuống như những đức nè, bệnh hoạn eo ọt khó nuôi, thí dụ đi. Là những đời kiếp mình cũng từng sát sanh dữ quá, nên đời này mình bệnh đau. Nên có những người người ta cùng tuổi mình mà người ta khỏe quá trời, nhưng có những người mình lại bằng tuổi người ta mà mình lại bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, mà bác sĩ chạy là mình biết đây là do cái nghiệp sát sanh. Nên Phật dạy mình á, tài thí thì giàu có, thấy không? Đời này ta giàu có là do gì? Người ta có tâm bố thí. Còn pháp thí thì thông minh trí tuệ. Mình bây giờ mình không thông minh trí tuệ là do gì? Mình có cái hay mình bo mình giữ, mình không có chia ai chứ. Mình có cái liều thuốc gì mà trị bệnh hay là mình muốn độc quyền, mình không chia ai luôn. Nên từ nơi đó mà mình ngu si. Còn mình biết Phật pháp mà mình không đem chia cho người ta, ngu si. Nên bây giờ đời này mình đem Phật pháp giới thiệu thì đó là thông minh. Phật nói bố thí pháp thì thông minh. Còn đời này mình lại bệnh hoạn eo ọt khó nuôi là Phật nói mình là do sát sanh mà ra. Còn người ta mạnh khỏe đẹp cao ráo là do gì? Phóng sanh mà ra. Và tâm cung kính khi đi ngang tượng Phật, đi ngang con người đang ngồi, mình đều khom khom xuống mình đi. Chứ đừng có đi chổng cái lưng lên, chổng cái mặt lên gì đi thì đời sau lùng như những đức. Chứ làm sao? Lùng là do cái tâm thiếu cung kính mà lùng. Còn người ta người mẫu, người ta cao là do cung kính mà thành ra người mẫu. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà tài thí thì giàu sang, mà pháp thí thì thông minh. Tài còn phóng sanh là sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Bây giờ thì mình phóng sanh nên những người mà bệnh hoạn ung thư eo ọt khó nuôi, quý vị cứ chăng thật phát tâm ăn chay trường đi, rồi phóng sanh. Rồi từ ra cái công đức niệm Phật dịu cái tâm lại. Có khi bệnh ung thư mà thọ mạng chưa hết, nó tiêu nghiệp hết bệnh. Tuy bác sĩ chạy đó mà vô chùa nhiều người ung thư nè, hết bệnh đó, sống bình thường luôn. Còn nếu như thọ mạng đến thì Phật rước mình về cực lạc, ngon quá. Hai con đường này là được hết rồi, đúng không? Nên từ nơi đó bây giờ cái công đức phóng sanh này rất là thù thắng. Nên nhờ cái công đức phóng sanh hồi hướng cho đại chúng nghe, sức khỏe bị tốt trong 3 ngày lễ Quan Âm vèo vèo. Được chưa? Thấy không? Lễ như bay vậy đó, sức khỏe rầm rầm, công đức phóng sanh. À, giúp cho vị luôn luôn an tâm và vui nghe. Rồi giờ chúng ta đọc tam quy y cho những chú chim đực, những cô chim cái ở đây luôn. Hiểu không? Quy y xong rồi thả ra thì đực cái ở đây tu. Nghe danh hiệu Phật khi bỏ thân này thì hướng về cực lạc nghe. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.